buổi sáng đầu ngày đúng không ạ? Ngô à, thằng Ngô là mẹ bỉm mà ba con và hiện tại đang cơ cấu 3 sao ở team Phương Thanh. Và hôm nay bạn là lần đầu tiên để lên mục tiêu nên cả nhà mình thế sao ạ? À, thực tế ra mà nói Robby thì chúng ta không cần đợi hoàn hảo chúng ta mới làm, mà chúng ta làm để trở nên hoàn hảo đúng không ạ? Bạn sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở vị trí mới và sẵn sàng để thực hiện rèn luyện bản thân của mình á. Điều đó là một cái tinh thần rất là hoan nghênh và là một người cốt 3 sao trong tương lai, rất là xứng đáng đúng không ạ? Chúc mừng Thắng Ngô nha, và Phương Thanh sẽ đồng hành với mọi người trong phần MC kết nối trong buổi sáng ngày hôm nay. Và mọi người biết rằng là buổi sáng ngày hôm nay chúng ta trên banner và trong nhóm của Phương Thanh thì tối qua mọi người bàn luận cũng rất là vui vì cái một cái em cu đúng không ạ? Một cái em cu mà khiến cho các chị lúc nào cũng mê, mọi người cứ trêu nhau là sao các chị suốt ngày mê cu đúng không? Các chị ở đây thì không hiểu mọi người nào nhưng mà đúng là Phương Thanh cũng rất là mê cu. Mọi người có biết là Phương Thanh đã rước cái em nổi trên không dầu ngay từ cái thời điểm đầu tiên mà cu về không? Cu về với Robby, thực sự rất là mừng luôn khi mà có em ở nhà, chỉ vì một lý do là Phương Thanh cũng không đảm đang gì với chuyện bếp núc đó. Và thực tế là cũng chả thích vào bếp. Thế là với lại con cái của mình lại thích ăn những cái đồ chiên nướng á. Mình thì lại không khéo cái vụ này, là từ ngày mà có cái em nồi chiên về là cái gì cũng bắt vạ, cái gì cũng cho vào đấy, thịt gà ngan cá rồi lợn là cho hết vào đó, cứ cho vào nướng không chọn chế độ thôi đó. Và thực tế là nói là Phương Thanh cũng thích ăn những đồ chiên nướng hơn là những đồ luộc của bọn trẻ con, mà Phương Thanh thì thường là ăn ít, ăn ăn buổi tối để ăn ít, thường hoa quả linh tinh rau cỏ đó kiểu như vậy. Nhưng mà chồng con mình thì để thích đồ chiên đồ nướng nó đỡ mỡ đỡ ngấy á. Đó thế thì buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái câu chuyện về nồi chiên cu. Vì sao mà Phương Thanh cũng có những cái câu chuyện trải nghiệm nó cũng rất là vui. Phương, từ khi mà mình mua cái nồi chiên đó và mình bán cái nồi chiên đó, gặp rất nhiều những khách hàng giờ khóc giờ cười, thậm chí mà nói gặp rất nhiều sự từ chối luôn. Và khi mà họ từ chối rồi 2 đến 3 năm sau họ quay lại họ mua của mình là chuyện rất là bình thường. Và Phương Thanh thấy rằng cái thị trường nồi chiên nó cũng còn khá là rộng, vì trên thực tế nhiều người chưa biết đến cái nồi chiên của chúng ta. Và những cái nồi chiên mà họ mua ngoài thị trường thì bây giờ làm sao hoen ố vàng gì hết rồi, và chỉ cần chúng ta đánh vào cái sự khác biệt, và họ cũng đang có rất nhiều những cái nhu cầu để thay thế. Đấy, nên là mọi người có thể hiểu rằng là cái nồi chiên nó là một cái dụng cụ thiết yếu thiết thực trong cái cuộc sống gia đình á, và nó thực sự mà nói thì nó có thể thay thế được chính cái thiết bị ở trong 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 nhà bếp của chúng ta, rất là hay. Hôm vừa rồi Tiên Phương Thanh có không biết hôm nay chị có vào trong Zoom không để tìm hiểu cái sự khác biệt của nồi chiên cu với các hãng khác không? Phương Thanh thì hiểu rất là rõ. Đó, và có những cái hình ảnh mà đã gửi cho mọi người đúng không ạ? Cái nồi chiên của mình, nồi chiên nhà Phương Thanh dùng khá là lâu rồi, nó vẫn là sáng, nó vẫn là đẹp. Đó, nhưng mà nồi chiên của nhà người ta thì chỉ dùng có 6 tháng đến 1 năm thôi, không phải của Kuchen thì là gì, nó đã hoen gì hết rồi. Vậy thì thử hỏi xem là nó có an toàn không ạ? Khi mà những cái đồ hoen đồ gì đấy lên ở nhiệt độ cao đúng không? Nó bắt ra món ăn, đồ ăn, thức uống thì thử hỏi là nó có còn an toàn nữa không mọi người? Đó, chính vì thế mà chúng ta sẽ có những câu chuyện trong ngày hôm nay để chúng ta kể, và chúng ta mang cái những cái câu chuyện, mượn sức những câu chuyện này để chúng ta đi lan tỏa và chúng ta chốt đơn một cách nhẹ nhàng nhé mọi người. Và ở team của Phương Thanh thì thực tế mà nói bao nhiêu anh chị em ở đây đang có nồi chiên ạ? Đang có nồi chiên ạ? Và không có nồi chiên thì comment cho Phương Thanh là bao nhiêu anh chị em ở đây đã có cu ở trong nhà, đã có cu chiên trong nhà. Có đúng không? Phương Thanh tin chắc rằng thiết bị ở đời sống nó gắn liền với cuộc sống của chúng ta, thiết bị đời sống thông minh đúng không? Nên nhà chị Huấn thì cái gì, những cái đồ mà
thực tế nhất thì nó đã có hết rồi, như như là nồi chiên, à, tí nữa cho chị kể. Còn nhà Phương Thanh thì chỉ thiếu mỗi cái gì, cái máy rửa bát ấy, hợp thực, tại vì là nhà mình không có chỗ để rồi. Còn không, nếu mà có chỗ để là chắc chắn cũng dưng nó về mọi người. Thực ra nó quá là thiết thực với đời sống, cuộc sống hàng ngày, cuộc sống hiện đại của chúng ta luôn. Ví dụ như là như ngày hôm qua, một ngày cực kỳ là nắng oi ở Hà Nội luôn. Phương như chị Huấn gặp Phương Thanh ở dưới sân thì biết hơn 6 giờ về nhà, và lúc bấy cũng chẳng biết ăn gì, nhà thì sẵn đồ ăn rồi, nhưng mà nếu mà để mà chế biến thì không biết chế biến món gì. Đấy là lại bắt vạ một miếng thịt và cho vào trong nồi, cho vào ướp qua đi, xong rồi cho vào nướng trong vòng 2 phút thôi, là tắm rửa xong là quay lại là có đồ để ăn rồi mọi người. Đó, nó rất là nhẹ nhàng, cảm thấy là nó rất là thiết thực với đời sống, cuộc sống. Và hôm nay của chúng ta thì sẽ có những cái câu chuyện chia sẻ. Và hôm nào mà anh chị em muốn tìm hiểu về những cái sản phẩm gì của cô nữa, mọi người có thể kết nối với Phương Thanh để chúng ta kết nối với bên BB, cũng như là kết nối với rất nhiều những anh chị em đã sử dụng và trải nghiệm rồi, để chúng ta có những cái câu chuyện thực tế nhất để chúng ta mượn, chúng ta đi lan tỏa, chúng ta bán hàng, được chưa ạ? Và ngày hôm nay đầu tiên, cái câu chuyện đầu tiên mà kết nối với chúng ta đó chính là chị Ánh Tuyết ạ. Mọi người không biết đã biết chị chưa, và chị là một người mẹ mà cũng rất là yêu con, rất là yêu con, và chị có những cái câu chuyện xử lý từ chối về sản phẩm Cú Chen cũng như là chiếc nồi chiên không dầu rất là hay nhé. Và mọi người cùng lắng nghe cái câu chuyện trải nghiệm với nồi chiên của chị, và chúng ta sẽ tung bông tung hoa chào mừng chị xuất hiện ở trên Zoom nha. Rồi, em nhường mic cho chị nha. Xin chào cả nhà, chào 63 chị, 65 anh chị em rồi. Cả nhà nghe rõ Tuyết thì cho Tuyết xin số 1 coi. Nhờ, cảm ơn cả nhà. Lời đầu tiên Tuyết xin gửi lời đến Hot đã dậy sớm để mở Zoom cho chúng ta. Và cảm ơn em Lina là Hot đầu, cảm ơn em Toàn, cảm ơn em Thắm Ngô, cảm ơn em Phương Thanh và cảm ơn Tấn Hòa nhiều. Ngày hôm nay thì được mọi người yêu ái cho Tuyết lên chia sẻ về cái sản phẩm nồi chiên không dầu. Thì Tuyết cũng nói sơ qua là Tuyết là 50 tuổi rồi, thì đang sinh sống ở thành phố Vũng Tàu. Thì chắc ở trong này chắc các anh chị em có ai người mới mà không biết Tuyết thì cho Tuyết xin số 2 xem. Còn chắc là thấy toàn những người biết Tuyết rồi đúng không? Rồi Tuyết xin giới thiệu Tuyết vào Cu Tre, vào trong The Rugby này cũng được hơn 1 năm. Để nói chung là thành tích của Tuyết thì nó cũng không 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 được giỏi như những người khác, bởi mình cũng là một mẹ bỉm sữa mà cũng không không dành về công nghệ, thì cũng được em Nguyễn Xuân Công giới thiệu mình vào. Thì trước hết là mình vào để mình mua những cái sản phẩm về cho bé nhà mình dùng. Ở đây chắc nhiều người biết về Tuyết là Tuyết có bé thì nó kém may mắn, nó khiếm khuyết, nên đâm ra là bé 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 không biết ăn gì. Và khi Tuyết đã đi tìm nhiều các cái thực phẩm, các bệnh viện nhi đồng 1, nhi đồng 2 rồi trung tâm dinh dưỡng, nhưng mà bé không có cải thiện. Và khi Tuyết vào đến The Robby thì những cái sản phẩm của The Robby đã cải thiện cho bé. Và từ từ bé là hai cái chân bé nó không đi không vững, thì bây giờ bé đã đi vững và Tuyết đã cho bé đi học. Và từ đó thì bắt đầu Tuyết mới tìm hiểu sâu về The Rugby, thì thấy những cái sản phẩm như là đồ gia dụng bên Qoo. Thì mới đầu thì mình vào mình xem mình đã thấy mê rồi. Mê rồi bắt đầu là mua mua cái bàn chải đánh răng, rồi mua cái nồi chiên không dầu về dùng, bởi vì chưa vào Robby là đã mê nồi chiên rồi, nhưng mà chưa chưa biết cái chỗ nào mà mình kiểu như mình tin tưởng mình mua. Nhưng khi vào The Robby này mình thấy The Robby nó rất chi là tức là những cái sản phẩm trong này mình cho con mình dùng, mình thấy nó rất yên tâm, thế nên là mình bắt đầu mình mua về mình dùng. Thì thực sự là mới đầu mua về thì ông xã mình cũng không 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 hài lòng đâu, bảo ở trên mạng quảng cáo thôi, nhưng mà mình bảo mình xem ở trong này rồi nên là mình thấy là nó rất chi là tốt.
Thế bắt đầu mình mua về thì mình sử dụng thì thực sự là mình thấy là nó thực sự tốt, để đâm ra là mình cũng đi lan tỏa và cũng bán được. Hôm nay mình cũng muốn giới thiệu cho mọi người biết là để mình hấp, hôm nay mình hấp bắp nhé cả nhà. Hôm qua mình cũng mua mấy chai bắp nên hôm nay mình để mình hấp bắp thì cả nhà, để mình bỏ bắp vào xong rồi mình nói chuyện tiếp nhé cả nhà. Cả nhà nhìn rõ không? Và đây là nước thì mình đã lấy sẵn rồi. Đây để mình bỏ lên cho mọi người coi để mình thao tác cái. Nhìn được không ta? Cả nhà nhìn rõ đúng không? Đây, các cái chức năng của nồi thì từ chiên khoai tây rồi nướng thịt rồi làm bánh pizza rồi nướng gà rồi làm bánh mì đều có hết. Thì hôm nay mình hấp thì mình sẽ bấm toàn phần nhé cả nhà. Đó, nó là 100 độ và mình bấm này là nó chạy thôi. Mình sẽ để cho mọi người coi một tí thì nè. Mình bật cái đèn lên cho mọi người nhìn cho rõ. Đó, cả nhà thấy chưa? Đây, mình ở đây để mọi người nhìn rõ hơn. Đó thì là cái bếp này thì mình rất thích cái là mình chiên cũng được và mình nướng cũng được. Nhà Tuyết thì Tuyết rất hay thích ăn khoai lang và bắp, thế nên là mình cũng hay mua về mình bỏ vào mình hấp. Rau củ mà mình không muốn uống nước nhiều á thì mình cũng bỏ vào đấy mình hấp, nó rất nhanh mà, tức là nó ngọt hơn là mình luộc. Mà những giống như những cái đậu bắp đi thì Tuyết hấp nó chừng được khoảng 7 phút thôi là nó vừa chín ngon mà nó không bị nhão như là mình luộc. Đó thì nói chung là nhà mình thì kết nhất là những cái món hấp ở trong này. Còn đối với chả cá thì thực sự ra mà nói, bỏ vào đây mà chiên lên thì thực sự là nó rất chi là ngon. Nên là ở trong này các bạn nào mà chưa có nồi chiên không dầu á thì lên dinh mà em vừa chiên vừa hấp này rất tiện lợi luôn đấy. Đó, bắt đầu nó xà phào nước để nó hấp đấy. Đó thì cả nhà nghe, tí nữa thì là mình nói tiếp về cái hành trình mình bán nồi chiên không dầu thì cũng vui lắm. Mình đi mua cá của cái bạn đó ở ghe thì mình nói chuyện là nhà mình có cái nồi chiên mình mua về để mình hấp, thì bạn đó bảo ô nồi chiên mà hấp được hả chị? Và đúng rồi, hấp ngon lắm em. Thế hôm đó bạn đó đến nhà mình thấy cái nồi bảo thế thì em chắc em phải mua một cái. Thế bạn đấy, bạn ấy mình cũng nói nhiều các cái tính năng bạn ấy mê rồi. Thế đến lúc bạn ấy hỏi là bao nhiêu tiền vậy chị thì mình cũng nói là 6 triệu 9, thì bạn ấy bảo hơi đắt chị nhỉ. Bạn ấy chứ thế em muốn mua rẻ không? Bạn đó bảo có. Thế bảo chứ thế thì em đăng ký vào đây em làm cộng tác viên đi thì em sẽ được mua rẻ. Thế nhưng mà bạn đó thấy bảo là đóng quỹ thì bạn đấy bảo là thôi đóng quỹ thì em không có tiền đâu, em không đóng đâu, và thế làm cộng tác viên. Thế bạn nên đóng vào làm cộng tác viên. Thế bạn mua cái nồi về bạn nên làm thì bạn mua về chưa giao một cái thì đến đến tối hôm đó là bạn ấy bỏ, bạn ấy nướng mực luôn. Thì bạn ấy nhắn tin cho mình là ôi chị ơi cái nồi này nó tuyệt vời quá, em hôm qua em bỏ vào em chiên mực ngon lắm chị ạ. À, công nhận là cái nồi này hay thật. Thế và nhà mình thì bắt đầu có những cái bữa tiệc các gia đình các anh chị tới đây thì các anh chị từ trước đến nay là hay mua đồ ở Lazada mà những cái nồi mà cầm cái tay kéo như này này. Thế mình cũng có mời bên này nhưng mà các anh ấy chị bảo là kiểu như là cái hãng của bên mình ý là ý là chưa có tiếng tăm gì, thế nên là mọi người không có tin. Thế là mọi người vẫn cứ mua những cái đồ giống như là máy rửa chén hay là cái gì đó là của bốt hay là những cái nồi chiên đấy. Thế thì mình cũng buồn lắm, thế nhưng mà mình kệ.
Thế nhưng mà đợt vừa rồi thì các chị đến nhà mình thì mình làm tiệc á, xong bắt đầu mình mới bỏ những cái món ăn vào mình hấp, giống như là ghẹ này mình bỏ vào mình hấp luôn này, và nghêu mình cũng bỏ vào mình hấp luôn này, và đến lúc mình chiên chả cá luôn thì các chị nhìn thấy như vậy thì khi ăn các chị bảo là ừ Tuyết ơi cái lồi nhà em ấy chị mê rồi đấy. À, thấy nó hay, nó tiện lợi, vừa hấp được lại vừa chiên được, mà cái nồi của em lại nhìn thấy cái đồ ăn luôn. Thế là các chị bảo chắc chắn là sau này sẽ mua. Thế xong hôm bữa mình bảo chị ơi chị mua đi, bây giờ nó đang có nhiều khuyến mãi đấy. Thế thôi, chị bảo thôi tao chưa mua đâu. Thế nhưng mà đến hôm bữa thì chị phải làm chả cá để chị mang đi 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 sang bên Úc cho con chị. Thế chị mới gọi điện cho Tuyết. Nè Tuyết ơi, bây giờ chị thấy ở cái lốc mà lốc nó bán có 4 triệu mấy thôi, mà sao nồi bên em đắt thế? Mà chị ơi đúng rồi, tiền nào của đấy, bởi vì là cái kia thì nó cái về cái đảm bảo an toàn, mà khi mình nướng nó nhiệt độ cao á, nó sẽ có mùi nhựa, còn bên em bảo đảm với chị nó sẽ không có cái đấy. Và chị biết là sao, em là người kiểu như là bảo hành cho chị nữa đấy, chị thấy cái lồi nhà em xài cả hơn 1 năm nay rồi thế vẫn mới như không á. Thế sau chị bảo chứ thế nhưng mà bây giờ tao đồng ý tao mua rồi. Bây giờ giao ngay trong ngày cho chị được không, để chị làm ngay, nếu mà để đến ngày mai là chị không lấy đâu. Thì là bảo ok em sẽ giao cho chị ngay trong ngày hôm nay. Thế là mình mới hỏi Công và hỏi Tuấn Hòa là hôm nay có thể giao được không, thì Tuấn Hòa bảo giao được, chị lên đơn rồi chị bảo Grab ấy, mang tới. Thế xong nhưng mà mình gọi cho em Công thì bảo Công ơi Công hộ chị cái việc đó không. Thế Công bảo chứ ok để em lấy em mang tới cho. Thế là không những trong ngày mà trong buổi sáng hôm đấy là Công mang tới tận nhà cho chị luôn, và chị bỏ ngay vào ngay buổi trưa hôm đấy, chị bỏ chả cá chị tự làm và chị bỏ vào chị hấp. Thì chị hấp thì cũng có một cái sự cố là sao, chị để cái khay hấp đó, nó thấp xuống quá thì cái lồi nó kêu cạch 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 cạch. Thế chị gọi cho mình mà cô Tuyết ơi sao cái lồi của mày nó kêu to thế. Thế xong bảo chắc là chị bị sai cái gì đó. Thế mình gọi bên kỹ thuật Cu Chen, thế là em đó bảo là chứ hình như là chị để thấp quá. Thế Tuyết bảo là chứ ở thế bây giờ chị cho em số, em gọi thẳng cho khách của chị hướng dẫn. Thế là bạn đó gọi thẳng cho chị của mình, bắt đầu mới nói cho chị, thì chị bảo là ồ công nhận là bên này chăm sóc hay, chị vừa gọi cho em một cái là nó gọi cho chị ấy được rồi, ok rồi không sao, tại chị không để ý, chị để nó sát quá nên là nó kêu, bây giờ ngon rồi, hấp nhanh lắm em ạ, nhàn tênh à. Thế tại vì chị là cái khách đã mua của mình một cái máy ép chậm rồi, và chị cũng 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 rất thích cái máy ép chậm. Chị bảo công nhận là cái máy ép chậm này uống rất ngon và ép rất kịp nước đó. Thế là đâm ra là chị có hai cái sản phẩm của mình, và chị đã rất khen về cái hai cái sản phẩm về cái máy ép chậm và cái nồi chiên không dầu rồi. Thế nên là nếu mà ở trong này các bạn mới hoặc là các bạn cũ mà chưa có nồi chiên không dầu mà có ý định mua, hoặc là mình muốn muốn tiếp cận đến cái sản phẩm của bên Cu Chen thì cứ yên tâm mà tiếp cận, bởi vì mình mua cái nồi chiên không dầu của bên Cu Chen này là hơn 1 năm rồi, mình nhớ không lầm là mình mua tháng 4 năm ngoái đó, nhưng mà cái nồi vẫn còn mới y nguyên và xài chưa có một cái gì gọi là mình chưa gặp một cái sự cố gì hết. Chỉ có một lần là cái nồi nó mình chiên nhiều á mà mình không để ý đến, là mình không có tự vệ sinh thì đâm ra nó bị tắc cái đường cống, thì mình cũng nhờ bên Cu Chen hỗ trợ thì mình cũng đã bấm để tự tự vệ sinh nó, và bắt đầu nó chảy ra những cái nước dơ ở trong đấy ra thì bắt đầu nó lại hoạt động lại bình thường. Đấy thế nên là cả nhà cứ yên tâm để mà sở hữu các cái sản phẩm của Cu Chen. Nhà mình thì nhà mình có mới có nồi nồi chiên không dầu này, nồi cơm điện này, và máy sữa hạt này, với bàn chải đánh răng này, và chảo này, mình mới có từng đấy. Cái ước mơ của mình có cả máy ép, có cả máy làm sữa hạt, và có robot hút bụi với lại cả máy rửa bát cơ, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa có, nhưng mà chắc chắn sau này sẽ có.
Đó thì mọi người chờ chờ hấp một chút, thì trong khi chờ đợi thì Phương Thanh xem là cho bạn Ok Phương chị Tuyết. chia sẻ thôi. Ok chị. Một người mẹ nội trợ đúng không ạ? Và nhà cũng đầy đủ hết, gần hết cu rồi. Bao nhiêu anh chị em ở đây thấy rằng nhà mình cũng 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 thích có cua ở trong nhà, mình cũng thích cua ạ. Mọi người comment là tôi ạ. Và Phương Anh tin chắc rằng với những người phụ nữ mà hay vào bếp ấy, thì chắc chắn là mà đã đến Robby rồi, chắc chắn là nhà sẽ có cu, ít nhất là phải vài ba món, chắc chắn là như thế. Thực tế ra mà nói đi, chúng ta được sử dụng những cái sản phẩm tốt nhất đúng không ạ, chúng ta sử dụng, chúng ta lại còn được bán ra, có tức là dùng với giá tận gốc, bán ra thì hưởng với giá tận ngọt nữa. Thực tế ra mà nói là chúng ta lợi rất là nhiều, lợi rất là nhiều, và chúng ta hiểu được rằng đến Robby á, hay là đi với Kuchen á, cuộc sống của chúng ta nó trở nên nhẹ nhàng hơn, và nó tiết kiệm được khá là nhiều thời gian, công sức, cũng như là tất cả những cái đồ mà chúng ta ăn uống cho bản thân, cho gia đình, nó được đảm bảo một cách rất là tuyệt đối đúng không ạ? Rồi, và hôm nay Phương Thanh sẽ kết nối với một người người chị nữa, và cũng là một một người mẹ mà thực sự là chị khéo Phương Thanh rất là nhiều, vì chị là hàng xóm Phương Thanh, chị rất khéo nấu nướng, Phương Thanh cũng thấy khéo. Và khi mà chị đến đến Robby phát là chị mê mê ngay cu, và chị không ngần ngại gì, chị đầu tư và chị kinh doanh like Kuchen này. Mọi người thấy rằng là gì, trong nhóm của Phương Thanh, chị những cái thời điểm đó chị có những cái đơn rất là to đúng không, đơn rất là to, và chị chăm sóc khách hàng cũng rất là tốt nhé. Và khách hàng của chị tái tiêu dùng rất là nhiều luôn. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện, chia sẻ trải nghiệm từ chị Hồng Huấn nhé. Mọi người thả bông thả hoa để Phương Thanh mời chị Hồng Huấn lên đây nha. Xin chào Phương Thanh, xin chào cả nhà. Cả nhà nghe rõ Hồng Vân nói không ạ? Ok, rõ chị ạ. Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là rất là vui được lên để giao lưu cùng với team. Thì Hồng Vân tự giới thiệu, Hồng Vân là ở sống và làm việc tại tại một đơn vị bộ đội và ở cùng với cả Phương Thanh, cùng với khu Phương Thanh. Và khi được Phương Thanh giới thiệu vào Robby thì đầu tiên là mình cũng chưa chưa có, tại vì khi mà vào đây thì chưa muốn chưa chưa kinh doanh được dòng Kuchen vì thấy nó cũng đắt. Công nhận lúc đầu mình nhìn, mình chưa tìm hiểu, mình thấy giá đắt quá, mình chỉ sợ là mình không bán được thôi. Thế đến khi mà mình vào được từ tháng 5 năm ngoái, hơn 1 năm rồi, khi được tìm hiểu và đúng cái tháng cuối, tháng tốc chiến ấy, thì cái máy làm sữa hạt thì đang có chương trình khuyến mại, thì Hồng Vân cũng dinh luôn con máy làm sữa hạt về. Và khi mà làm máy làm sữa hạt về dùng thích rồi thì bắt đầu Hồng Vân lúc đấy lại có tiếp tục một cái chương trình. Mình chỉ tận dụng cơ hội là lấy chương trình của nhà cung cấp thôi nhé, khuyến mại để mình mua một tặng một. Mà lúc đó là cái máy 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 ép chậm, máy ép chậm nhé, máy ép chậm đang có chương trình là tặng nồi chiên không dầu. Và lúc đó là tặng cái nồi chiên 5 triệu tư, nhưng mình đã nhờ nhà cung cấp là cho mình đổi cái nồi 5 triệu 9, 15 lít ấy, cái nồi chiên không dầu, là mình đã cắt thêm một chút tiền thôi để mình đổi được cái nồi đó mình dùng. Tại vì trước đây nhà mình đang dùng cái nồi cũng là của hàng nội địa Trung, mà khi dùng được một thời gian thôi thì mình, trước mình kinh doanh hàng truyền thống mà mình bán những dòng đấy thì cũng đã mua hàng nội địa Trung, nhưng mà khi mà dùng một thời gian nó có hoen gì ở bên trong ấy, thì mình khi mà được học về cái Kuchen thì mình thấy là không được tốt, không không an toàn cho sức khỏe, và kể cả thực phẩm, mọi thứ là khi nấu làm lên thì nấu lên ấy, nướng lên ấy thì nó khác, nó không, khi mà mình so sánh giữa cái nồi Kuchen và nồi cũ thì không thấy là nó sự khác biệt. Vì lên nhà Phương Thanh phải xem xét kỹ xong mình mới quyết định, thì mình quyết định lấy cái nồi đó, máy ép chậm về rồi máy làm sữa hạt để tặng cái nồi chiên không dầu. Khi mang cái nồi chiên không dầu về thì con gái mình rất là thích. Bây giờ cháu cũng 15, 16 tuổi rồi, lúc ấy 15 tuổi năm ngoái, thì là cháu mang về là cháu cứ chỉ thấy là làm bánh này, rồi làm nướng đậu này, rồi nướng thịt, tất cả mọi thứ là rất là tiện lợi luôn. Mình cứ chuẩn bị chế biến từ hôm trước, ví dụ như thịt thì mình tẩm ướp từ hôm trước, xong mình cho vào nồi là có thể là sau, cứ hẹn giờ là sau khoảng 17 phút đến 21 phút tùy ạ.
thì là được một mẻ rất là ngon. Và sau từ đó mình có cái sản phẩm rồi thì mình ngày nào mình cũng làm hầu như là như thế luôn ấy. Và nhiều hôm làm mời Phương Thanh, nhưng Phương Thanh ngại từ chối, nhiều khi là cũng không, mình cứ mà làm xong mình lại cứ chia ấy, kể cả mang sang ông ngoại, thực sự là rất là ngon mà là tiện lợi đây. Bản thân khi mà ngày nào mình cũng đang làm như thế, lúc trước thì mình cũng đăng cái loại, những cái loại mà rẻ tiền ấy, thì khách cũng có nhiều khách, tại vì người ta lúc đầu ý là nhu cầu người ta chưa biết được ấy. Thì khi mà mình tìm hiểu được cái sản phẩm này rồi thì mình chuyển sang đó và mình không đăng những cái sản phẩm mà hàng rẻ tiền kia nữa, và mình khi mà những khách mà có nhu cầu ấy thì mình là nhắn tin riêng và mình tư vấn sang về những cái dòng này, nhưng mình tận dụng cái cơ hội là của nhà cung cấp mà có chương trình khuyến mại, hoặc là nếu mà không có mà khách có nhu cầu thực sự ấy, thì mình có thể mình mua một cái gì đó để mình khuyến mại cùng. Nhà Hồng Huấn thì đây có cái nồi như này đây cả nhà xem nhé, rất là thích luôn, tiện lợi cực kỳ luôn đấy. Đây ô, hôm nay không thế đây không được, ô được không nhỉ cả nhà, thôi đây à, mình phải bỏ cái này đi đã, bỏ cái nền đi rồi cả nhà chờ mình chút nhé, rất là thích luôn. Nhà nhà Hồng Huấn rất là nhiều thứ luôn, nào Huấn rất cả lọ lọc không khí này, bàn chải đánh răng này, bếp này. Hôm vừa rồi Huấn quyết định cho gia đình một cái bộ nồi, hôm ấy là có chương trình khuyến mại mua nồi tặng bếp đó. Ở đây đang tìm cái chỗ nền, đây thêm nền ở đây, nền là hiệu ứng không có đây, không có đây rồi, đây cả nhà mình đấy, nhà Hồng Huấn bếp này đây, cái nồi này rất là tiện luôn, 16 chức năng nhé, đấy tha hồ thời gian này, 16 chức năng, có cả nướng thịt, nướng khoai, luộc rau, giã đông, hâm nóng, làm bánh, nướng, làm hoa, sấy hoa quả, rồi nướng cá, làm pizza, các kiểu luôn, rất là tiện luôn. Đấy, cả nhà mình. Đấy, Hồng Huấn cứ làm, cứ khi mà làm các cái đồ ăn, thức uống cho gia đình ấy, thì là Hồng Huấn cứ chỉ quay, quay vài phút thôi, xong bắt đầu ghép hình và gửi đăng lên. Rất là tiện luôn, cả nhà mình đây thật tắt nha. Đó, đây là cái bếp này. Đấy, bếp rất là thích luôn, bếp xịn sò. Nói chung là có cái này trong gia đình thì rất là tiện lợi cho việc nấu nướng, chế biến, không mất hẹn mất thời gian tí nào. Mình có thể đặt hẹn giờ và mình đi làm bất cứ việc gì cũng được. Vì cái nội vận hành rất là đơn giản và dễ, nhất là đảm bảo chất lượng luôn. Thì mình cũng chỉ là phải trải nghiệm nhất cả nhà mình cứ tận dụng cái cơ hội mà của nhà cung cấp khuyến mại. Nhà mình tự kể cho nghe là có lọc không khí này, nồi chiên không dầu này, máy ép chậm, máy làm sữa hạt, bếp này, bàn chải đánh răng đấy, rất là thích luôn. Bàn chải đánh răng thực ra là Huấn mới sử dụng, vì trước đây cứ đấy, đầu tiên là cũng chỉ là cứ tiếc là cũng cho đắt thế, nhưng mà đến khi chia nhỏ ra và tìm hiểu kỹ ra thì đúng là không hề đắt thế nào so với cái bộ bàn chải đánh răng mà Hồng Huấn vẫn bán hàng là 650 một bộ của hàng sách tay, nhưng mà khi dùng sang cái dòng điện sóng âm cực kỳ thích luôn nhé. Thế còn cái máy ép chậm mà máy làm sữa hạt, tại sao mà hôm nay không có ở trong nhà Hồng Huấn, vì là để Hồng Huấn kể cho cả nhà nghe là hôm cách đây khoảng 2 tuần Hồng Huấn đã mang lên cơ quan nhé, và chuẩn bị sẽ chốt được 2 cái máy đó, vì Hồng Huấn để ở nhà thì cứ hàng ngày cứ xách làm và mang đến mời mọi người, nhưng mọi người bảo thôi chị mang hẳn đến đây thế nào, thế là đến khi quyết định mang cả 2 máy đến luôn, mang 2 máy đến thì từ hôm đó nay là người ta, mọi người ngày nào cũng làm sữa hạt và làm sữa ngô đấy. Như hôm qua những cái ảnh mà Hồng Huấn quay trong nhóm là Hồng Huấn làm ở trên công ty và chụp ở cái view của cái một độ view tầng 22 xuống dưới đường, cho nên là rất là đẹp, và đấy là khi mọi người thấy tiện lợi và thấy quá thì có một vài người cũng đã thích rồi. Và cái bộ đôi đấy thì sắp tới là được anh chị em bảo thôi xin sếp là được mua để lại để cho chị Huấn đầu tư bộ mới ở nhà đó, đấy là sau sửa chốt được, và cũng vài người cũng rất là thích, thích lắm, tại vì mình cứ làm xong mình lại quay lên mình đưa lên đấy. Còn cái nồi chiên không dầu này cũng vậy, khi mà dùng cái nồi này thật sự là mình yên tâm, vệ sinh rất là dễ, cực kỳ dễ luôn, chỉ cần mở ra bỏ mấy cái ngăn khay đựng chứa đấy là mình ra mình rửa, không cần phải như hồi xưa mình làm cái nồi cũ nó bị kết dầu mỡ rồi nó rất là khó rửa luôn đấy cả nhà mình. Mà hiện tại thì trên kệ đang có cái nồi là nồi chiên hấp và nồi chiên nồi nướng, thế nhưng mà
nhà mình ý, thì ăn nướng nhiều cho nên là mình thích cái nồi nướng hơn. Còn tùy vào nhu cầu từng gia đình mà mình có thể lấy cả nồi chiên hấp hoặc nướng kết hợp hai cái và một cái nồi là nướng không. Đấy, cả nhà mình nên cân nhắc và đầu tư cho mình. Đấy là Hồng Huấn nhé. Khi mà đã đầu tư vào cái sản phẩm mà để chạy chương trình ấy, mình để làm để theo ấy, thì kể cả cái nồi cũ cũng bị hoen gì như thế, nhưng mà nó là cái rằng mình không yên tâm, mình bỏ luôn nhá. Cái nồi này rồi nhà Huấn máy làm sữa hạt có, máy máy ép chậm có, máy ép chậm hồi xưa máy Huấn bán của máy Ulti là cũng gần 5 triệu nhưng mà không dùng nữa. Đã đầu tư để mà bán hàng là mình phải có để mình trải nghiệm. Thực ra toàn dùng mà mua vào những lúc mà cơ hội nhà cung cấp khuyến mại ấy, thì mình vừa tặng sản phẩm này xong mình được chiết khấu này, mình điểm bo hồng nên là lên sao lên số là cũng không mất đi đâu mà lại có sản phẩm để mình kinh doanh nhất cả nhà. Rất là tuyệt vời khi mà có cái nồi chiên không dầu và tất cả mọi thứ. Bản thân gia đình Huấn cũng đang rất con gái rất là thích cái máy rửa bát ấy, nhưng mà cháu bảo cố gắng là cháu sẽ bỏ tiền ra chứ không phải là để mẹ ứng tiền trước cho cháu để cháu mua đấy, cho nên là chắc chắn là cháu sẽ lấy một cái máy rửa bát. Thực sự là của Cu Chen mình tìm hiểu thật rất là kỹ đi, rất thích luôn. Cả nhà mình cứ tưởng đắt nhưng không hề đắt thế nào, mình chia nhỏ ra mà mình tìm hiểu kỹ về cái các cái tính năng và các cái giá trị của nó thì mình thấy rất là tuyệt vời, và mình cứ thế mà mình đi chia sẻ với mọi người nhé cả nhà mình. Đấy, mình cũng có một chút gọi là cái kinh nghiệm trong cái việc trải nghiệm và bán hàng đấy thôi, để xin chia sẻ với cả nhà vậy nhé. Xin gửi tới trả lại cho Hot nhá. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy năng lượng và bão đơn nhá. Ok, cảm ơn chị Hồng Huấn. Cảm ơn chị Huấn đã chia sẻ sáng hôm nay ạ. Những người phụ nữ yêu gia đình là yêu cả cu luôn á. Rồi cả nhà, chúng ta đã nghe cái câu chuyện của hai chị rất là thực tế, đúng không ạ? Rất là thực tế về cái nồi chiên không dầu Cu Chen. Và Phương Thanh thấy rằng là gì, với nhãn hàng Cu Chen ấy, là chúng ta biết rằng là một cái thương hiệu đến từ châu Âu đúng không ạ, và tiêu chuẩn châu Âu. Và vì sao mà mọi người cứ nhắc đi nhắc lại là trên thị trường sao không có, và chúng ta là người đi đầu mà đương nhiên chúng ta phải biết ơn, rất là biết ơn CEO của Kuchen, đó là anh Mai Lâm. Anh đã ký hợp đồng, đã ký trở thành đối tác phân phối với Robby, và chúng ta được kinh doanh tất cả cái sản phẩm chất lượng từ châu Âu. Và trước nó vì là nó tốt, giá thành của nó chênh, đâm ra là gì, rất ít có thể đơn vị nào mà đứng ra để mà đưa những cái sản phẩm này về Việt Nam cả. Và may quá của anh Mai Lâm, anh đã đưa những cái sản phẩm mang thương hiệu ở châu Âu về Việt Nam và cho người Việt Nam được sử dụng với cái giá thành nó rất là hợp lý, nếu mà so ra không hề đắt đúng không ạ, giá thành rất là hợp lý và đảm bảo về chất lượng cuộc sống. Và mọi người biết rằng là gì, chúng ta được kinh doanh với một 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 cái line hàng triệu đô mà vừa và với cái giá gì không đồng đi kinh doanh, mọi người thấy nào ạ? Như Phương Thanh được biết, như nhà anh Mai Lâm là tất cả nhà đất là sổ đỏ cắm ngân hàng, thậm chí phải vay mượn cắm ngân hàng hết rồi để lấy sản phẩm cho chúng ta đi kinh doanh như này đó. Mọi người nhé, chúng ta đề đây chúng ta trả đi kinh doanh, chúng ta không phải đầu tư bất kỳ một cái gì đấy, không phải bỏ tiền ra. Mọi người thấy công nhận không? Mà được đầu tư đi chăng nữa, đầu tư cho gia đình, đầu tư cho bản thân thôi, để chúng ta đi kinh doanh thôi. Chứ còn ví dụ như chúng ta mà đi kinh doanh mà làm một ông chủ, và đây chúng ta được làm ông chủ bà chủ đúng không ạ? Đó, và chúng ta như anh Lâm á, chúng ta đi cắm sổ đất rồi phải phải vay vay phải tiền tiền hàng trăm tỷ á, chúng phải đơn giản đó mọi người. Một cái lô hàng của anh ấy về có phải là anh ấy bán hết đi xong anh mới trả tiền cho bộ phía nhà cung cấp đâu? Ai cho được phép như thế? Nếu như thế thì ai cho anh ký hợp đồng đúng không ạ? Mọi người thấy tuyệt vời không ạ? Đó, chúng ta phải rất là biết ơn Robby, biết ơn anh Mai Lâm, biết ơn Cu Chen đã đặt một cái thương hiệu ở Việt Nam, và đây là một cái thương hiệu lớn nhé. Và chúng ta đi kinh doanh với một cái thương hiệu lớn và chúng ta là người đi đầu đang được phép kinh doanh phân phối, và chúng ta đang là cái người mà truyền tải một cái thông điệp đến thị trường để chúng ta phân biệt được đâu là một cái hàng chất lượng đảm bảo cho cuộc sống, đâu là cái hàng mà rẻ tiền, đúng không ạ? Người ta chê rẻ, người ta chê đắt rẻ, người ta chê chúng ta đắt vì người ta chưa
chưa biết đến những cái sản phẩm người ta còn đắt hơn, những sản phẩm giá trị cơ. Mà tính ra nếu như mà tính ra những cái tính năng chất liệu mà so với những sản phẩm giá trị, mọi người biết là có cái nồi chiên nó lên đến 13 14 triệu, nồi chiên không dầu gấp đôi của chúng ta, mà tính năng thì nó cũng chỉ như chúng ta thôi, và nguyên liệu chất liệu thì nó cũng tương đồng với chúng ta thôi. Đó, nếu tính ra thì nếu các bạn mà mua mua mà những cái đồ như vậy thì giá nó rất là gì đắt. Và với Robby, với cái nồi chiên của chúng ta tính ra nó rẻ bằng một nửa luôn nhé, nếu mà so với những sản phẩm giá trị. Người ta chê chia rẻ thì người ta so với sản phẩm rẻ tiền, sản phẩm mà nó đang trôi nổi ở thị trường, nó bán rất lâu năm rồi, với cái thông điệp mà ngon bổ rẻ đó. Ngon bổ rẻ, thực tế nó có ngon bổ rẻ đâu. Thì những Phương Anh chia sẻ màn hình cho những câu chuyện của chị Huấn chia sẻ mọi người. Chị Huấn là một người mà chuyên bán hàng xách tay, và chị kể cả hàng Nhật xách tay cũng có, và đây chị đổi sang hàng Loan của Nhật luôn, so sánh, chị so sánh được luôn đó, và biết thế nào là đâu là Nhật xịn nhất và đâu là Nhật bình thường. Nói chung là hàng Nhật thì chúng ta cũng không phải chê họ là cái hàng 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 không tốt rồi đúng không, hàng kém rồi, mà họ cũng là một cái thương hiệu rất là tốt, nhưng mà Nhật nó cũng nhiều loại Nhật chứ đúng không. Nên là mọi người hiểu rằng giống như người ta sản xuất thủ công với lại bán ra bán và những cái nước kém phát triển, và với những cái hàng mà người ta bán ở thị trường của họ nó khác, và với thị trường mà xuất sang châu Âu nó cũng khác đúng không, hàng được cấp chứng nhận nó khác, và hàng mà trôi nổi nó cũng khác, cũng trăm ngàn loại Nhật thế thôi đó. Còn với Cu Chen cũng thế đúng không, nó cũng cũng trăm vạn 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 cái nồi, nó cũng kiểu kiểu như vậy. Và Phương Thanh thì được trải nghiệm thực tế cái nồi chiên này với lại cái máy ép chậm, khi mà khách hàng của mình cứ cứ chê ô sao đắt thế, ô sao thế nọ, ô sao thế kia, kể con máy ép chậm. Mọi người đã thấy Phương Thanh có những cái video thực tế chưa, review thực tế chưa, sang nhà mọi người và cho so sánh hai cái máy ép chậm làm liền một lúc luôn. Anh nồi chiên cu thì chạy êm re và trong tích tắc ra cả một cốc nước đầy đó, còn cái anh máy ép chậm kia thì kêu như một con bò giống, và trong một khoảng thời gian thì chỉ ra được nhỏ giọt một chút đó. Và uống nước ép ở bên kia thì sao, nó cảm giác vị của nó không được thanh mát như là cái máy của mình, nó không được thực vị, nó không được ngon thật như là cái máy cu chen của mình. Thì lúc bấy giờ thử hỏi là xem, chúng ta gửi những cái video, những cái review như vậy thì khách có chốt được không ạ? Và bây giờ Phương Thanh sẽ cho mọi người xem một cái thực tế, xem một cái thực tế. Phương Thanh sẽ kể một câu chuyện thực tế trước của Phương Thanh. Khi mà Phương Thanh đi kinh doanh nồi chiên cu, Phương Thanh mua vào là Phương Thanh xác định là Phương Thanh sẽ kinh doanh. Thì Phương Thanh có chia sẻ lan tỏa đến rất rất nhiều người, và thực chế rất nhiều người từ chối luôn. 10 người, 20 người chắc được một Phương Thanh bán đâu đó được khoảng, để Phương Thanh chia sẻ nhiều lắm, tìm danh sách của Phương Thanh cũng phải rơi đến hàng trăm ấy, mà mới chỉ bán được có ba cái nồi chiên thôi, thì Phương Thanh chắc mẩm ơi bán được ba cái là hòa rồi đó, mình nhẹ nhàng là bán được ba cái là hòa rồi, một cái nồi là dùng với giá cũng đồng với mọi người. Thế thì rất nhiều sự từ chối, trong đó có một khách hàng mà bây giờ trở thành khách hàng trung thành nhà Phương Thanh luôn. Và khách hàng đó là Phương Thanh cũng chia sẻ nồi chiên thời điểm đầu luôn, không mua cái gì cả, không mất tiền mua một cái gì, rất là khó tính luôn, và cứ kiểu so sánh. Và Phương Thanh thực sự là rất là ức chế cái bà này luôn á, mình nói là rất là ức chế nhé. Nhưng mà Phương Thanh vẫn tươi cười, vẫn niềm nở khi mà gặp cái bà là hàng xóm Phương Thanh. Thế thì chê cái gì cũng chê đắt, xong rồi kể Phương Thanh, em biết không, chị vừa xong có cái áo mới cũng đi khoe, em biết không, chị vừa mua một lốc này ở trên Shopee á, ở trên Shopee ấy, em tính ra có 32.000 một cái thôi. Chị mua một lớp, chị về chị cho người nọ người kia mà. Đó, chị thấy rằng là ui kệ, cứ mua thích thì mặc, chả thích thôi cũng cho mỗi người cả. Vâng, chị điều kiện mình cho mọi người cũng đi gieo hạt mà chị. Kể cứ kể như vậy, xong rồi thấy chị mặc có khỏi giỏ làm chị một vài lần xong vẫn đi. Vì cái áo mình nhìn cái chất liệu của nó, mình chả phải dám nói, nhưng mình cũng không chê, nhưng mà nhìn cái chất của họ mặc lên nó không hề sang, mà nhà thực tế cũng không phải là không có tiền đâu. Thì xong rồi đến một ngày đẹp trời cuối năm vừa rồi, 2 năm sau, khi mà Phương Thanh chia sẻ cái nồi chiên dầu 2 năm sau, một ngày đẹp trời điện cho Phương Thanh, em ơi lấy cho chị cái nồi chiên hấp, hôm trước chị thấy em đăng cái nồi chiên hấp nhỉ, bây giờ em lấy cho chị cái nồi chiên hấp đi. Thế Phương Thanh bảo là thế để em hỏi đã,
xem nó còn khuyến mại không nhé. Thì Phương Thanh, Vân Rời là ngày đấy là ngày cuối, gần cuối của dịp Tết ấy. Đấy, thì xong Phương Thanh bảo là chị ơi nó vẫn đang còn khuyến mại đấy. Tức là trong cái cuộc điện thoại đấy thì xem luôn, kết nối luôn sẽ còn khuyến mại. Ủ thế khuyến mại, tốt quá, khuyến mại cái gì lấy cho chị đi, khuyến mại được cái chảo, chảo lòng sâu ấy, thế lấy cho chị nhá. Bảo là chị ơi em nhà chị có nồi chiên không dầu rồi mà, chị mua cho ai à? Thế bảo là không, chị mua cho chị ạ. Bảo là ơ thế con nhà chị có nồi chiên rồi mà, trước mấy năm trước bảo mua rồi mà. Bảo ôi dồi ôi, biết thế à, chị nghe em mua cái nồi nhà em thích nhờ. Đây chị đi mua nó bánh tí ti, chả phải nói nhà chị nướng, nhà chị ăn đến 6 cái bánh mì buổi sáng. Nhà ba người mỗi người hai cái bánh mì chứ sao lại một cái được, mà chị nướng làm, chị phải nướng, chị phải dậy sớm, chị phải nướng làm 2 lần, nó bé tí ti ra mà bây giờ nó dỉ à, chị cho bà ngoại rồi. Đó, chị cho bà ngoại rồi, câu chuyện thực tế luôn, mọi người có thể mượn câu chuyện này. À, tức là gì, đồng cảm luôn, nếu như ai chê đắt rẻ mọi người đồng cảm luôn, là ở lúc đầu thì thường là khách của em cũng chê đắt thật, nhưng mà khi mà dùng rồi á thì ai cũng ân hận là không mua sớm để được dùng sớm luôn. Và thậm chí khách đã đi mua của hãng khác rồi 2 năm sau vẫn quay lại mua của em. À, mọi người mượn luôn câu chuyện Phương Thanh nhé, 2 năm sau mua lại. Mà mọi người biết không, đúng là khổ cái bà này, bà chốt được cái đơn thì mình hỏi cô Trang thì hóa ra nó cháy hàng, nó cháy hết rồi. Thì Tết anh chị em đặt hàng hết, biết có khuyến mại, và cái dịp đó là cái dịp mà thường là người ta sẽ đầu tư gia dụng khá là nhiều đó. Thế thì mới cháy hàng rồi không làm nào, làm điện cho em Tuấn Hòa. Cảm ơn anh, của em Tuấn Hòa kết nối sang bên anh Toản, giám đốc của Cuchen, là gì phải lấy ở ngoài, vay ở ngoài. Đó, anh Toản phải chuyển cho một cái ở ngoài, sau đó ra Tết hàng về mới trả, mọi người cũng nhục rồi. Đó, mà may thế nào mà bên thực sự là Cuchen nhảy vào cuộc rất là nhanh luôn. Và chỉ trong vòng khoảng 2 ngày là bà có nồi. À, bà có nồi và kêu, bà kêu sung sướng lên ấy mọi người. Đó, và bây giờ là gì, cái khách hàng đấy nhá. NMN. Nói chung là đang là khách hàng trung thành, tái tiêu dùng thường xuyên luôn mọi người ạ. Đó, nên là vấn đề đây là gì, chúng ta cứ kiên trì theo đuổi khách hàng và ở đủ lâu và thấy người ta có những em Phương Thanh luôn, em cô Phương Thanh luôn đi chia sẻ có một lần trái mua đấy thôi, không bán nữa, không làm nữa, thế Phương Thanh sẽ em dạy đấy. Thế ví dụ như 2 năm nữa người ta quay lại, người ta hỏi em là em ơi còn cái nồi chiên người ta hỏng, người ta hỏi em là em ơi thì còn nhà em còn cái nồi chiên không, em bán cho chị, em nói lại em nghỉ mất rồi, thế phải tiếc không. Đó, thực tế ra mà nói chúng ta đi bán hàng chúng ta thì hơn nhau mỗi cái, và chúng ta ở đây là thứ nhất sự lựa chọn là một, thứ hai chúng ta hơn nhau mỗi cái tầm nhìn 2 năm 3 năm. Người ta cứ như dùng cái nồi chiên đấy kiểu gì 2 năm, trong vòng khoảng 6 tháng đến 1 năm kiểu gì cũng quen gì hết ấy. Người ta cứ đăng bài, người ta đánh vào vấn đề sức khỏe, đánh vào cái nỗi đau của con cái của họ ăn uống phải, kiểu gì chả chốt được. Đó là một thực sự sự thật thực tế luôn. Đấy là câu chuyện của Phương Thanh. À, đấy, khách nhà nhà chị có nuôi chuyên loại keo ngắn rồi nhưng vẫn mua, đó, vẫn mua. Có nghe hiểu rằng thị trường bây giờ chúng ta hiểu, chúng ta đang đi đầu, chúng ta đang giáo dục thị trường. Thời điểm đầu chúng ta làm thị trường nó hơi khó, nhưng khi mà chúng ta làm được thị trường rồi ấy, chúng ta còn thị trường, nó là thị trường của chúng ta. Bây giờ Phương Thanh, mọi người mà ai quan tâm đến Cuchen thì Phương Thanh sẽ chia sẻ cho mọi người cái chương trình ưu đãi nhé. Từ tí nữa chúng ta đến với chương trình hỏi đáp, và Phương Thanh sẽ cho mọi người biết luôn cái sự so sánh về cái nồi chiên luôn này. Đó. À, mọi người nhìn trên cái màn hình, nhìn thấy cái nồi chiên chưa? Nhìn thấy màn hình mà Phương Thanh chia sẻ chưa? Đây, Phương Thanh chia sẻ thực tế cho mọi người nha. Đây là cái nồi chiên không phải của cu, mà mọi người biết rằng cái nồi chiên Phương Thanh không để hãng ở đây, sợ mọi người chụp, mọi người chụp, mọi người đi truyền thông thì nó dính vào thương hiệu của người ta nên là cũng hay lắm. Đây cái nồi chiên Thái mà nó chạy quảng cáo, mà khách hàng của Phương Thanh cũng đã so sánh, sao mà tính năng nó giống nhau sao bên em đắt thế. Đó, đây là nó khác nhau ở điểm đó. Đây này mọi chắc là cùng thời điểm mua cái nồi nhà Phương Thanh rồi đấy, mọi người nhìn thấy phần thời điểm của nhà Phương Thanh đây, hôm qua Phương Thanh gửi video rồi. À, đây của cái nồi chiên này cũng giống nhau đúng không, nếu mà nhìn vào tổng thể thì nó rất giống nhau, nhìn từ ngoài vào thì nó cũng tính năng nó cũng giống nhau, nhưng đây là cái điểm khác nhau này về chất liệu này. Nó chỉ một cái mai so nó thay đi cũng khác rồi chứ chả, giá nó cũng khác rồi chứ chả phải là chất liệu như này.
Đó, mọi người nhìn nhé, nó là dùng bằng chất liệu nó không an toàn, không đảm bảo chất liệu, không được công nhận và là nguồn gốc xuất xứ về an toàn thực phẩm. Mọi người cứ hỏi mình xem có giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm không? Chắc chắn là không. Đó, và đây này, mọi người chỉ cần đưa lên cho người ta này, ông nhìn tổng thể nó rất là giống nhau ấy chị. Nhưng chị xem này, khi mà chị chiên nướng những cái đồ ăn á, nó bắn ra xung quanh này, chị lau rất là khó sạch như chị Huấn chị chia sẻ, nó cóc nó bẩn đấy, thậm chí là gì nó dỉ xét ở trên này, mọi người nhìn thấy ở trên chưa, nó dỉ xuống, nó bám đen kẽn lại đó, nó đen kẽn lại như này. Thì hàng ngày những cái đồ ăn chúng ta cho vào đây chúng ta nướng nó nhiệt độ cao, thì những cái này nó hấp ra đồ ăn, mọi người cảm thấy thế nào? Có đồ ăn ở đây nó còn ngon nữa không, nó đảm bảo vệ sinh nữa không ạ, nó đảm bảo an toàn nữa không ạ? Và cái này ai ăn vào? Chúng ta ăn, con cái chúng ta ăn, chuyện gì xảy ra? Những cái đồ này nó chính là độc hại gây nên ung thư đấy mọi người. Đó. Và cái nồi này là gì? Hơn 5 triệu có. Giá ngoài thị trường nó, à không phải, hơn 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 4 triệu có, 4 triệu 2 rồi 1 triệu 8, nó giá cả gì? Nó lung tung bung ra. Đó, đi kinh doanh cái loại này thì sao? Bị cạnh tranh phá giá. Đó, như chị Huấn chị bán những cái đồ mà hàng xách tay để bị cạnh tranh phá giá, nên là không thể bền được. Đó, mọi người nhé, đó là sự so sánh về về sự khác biệt về chất liệu đảm bảo cũng như là cạnh tranh phá giá nếu chúng ta đi kinh doanh. Còn khách hàng thì chúng ta đi so sánh với chị. Cái nồi này không phải nồi chiên cu như chị. Đó, nhìn thì nó, các chị cứ so sánh nhìn nó giống nhau này. Nó cạo cáu gẹt, nó cát bẩn đây thì nó dư như nào, được chưa? Đấy. Còn đây là cái nồi chiên cu. Đó, nồi chiên cu chen, mọi người nhìn này, nó cũng có tầng nhé, mọi người nhìn này, khay đựng kéo ra kéo vào, cọ rửa này, đây là inox không dỉ, không dỉ hết. Ngày hôm nay chúng ta tự biên tự sướng, anh Lâm anh ấy đi công tác nước ngoài rồi, anh không lên sóng được, và chúng ta chỉ cần chia sẻ một cách đơn giản như này, ai mà so sánh đắt rẻ. Đấy, đây này, chụp ra, chia nhỏ lộ trình ra, đánh vào vấn đề sức khỏe gia đình con cái, đơn giản nó đi bán hàng cần gì phải chuyên gia vậy đâu mọi người. Câu chuyện trải nghiệm sản phẩm là sản phẩm, một câu chuyện thực tế luôn, mượn câu chuyện mọi người luôn, và chúc mừng cho anh chị em đang có mặt ở trên Zoom để có những câu chuyện như này. Đó, mọi người này, đây là cái lòng rất là sâu, được chưa? Cũng tầng đây là Phương Thanh chụp nồi này, Phương Thanh trong lúc mà nướng lại đồ ăn ấy. Đó, còn hôm qua thì Phương Thanh đã cho mọi người đúng không? Tí nữa Phương Thanh sẽ gửi lên cho mọi người một cái video lại, gửi trong nhóm Puchen này, trong nhóm Phương Thanh có rồi, ai cần ai chưa lấy được thì hỏi Phương Thanh nhé. Nướng lên nó cũng có 3 tầng, là trong một 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 lúc chúng ta có thể nướng được rất là nhiều thực phẩm ở đây, có thể trên thì nướng thịt, dưới thì nướng khoai tây khoai lang gì đấy. Đó, rất là ngon đấy mọi người. Rồi hấp như nhà chị Huấn, chị Tuyết thì có nồi chiên kết hợp hấp. Nhà Phương Thanh thì dùng cái đời đầu, nó chỉ có cái loại mà nồi chiên thôi. Nồi chiên thôi, nó chưa có cái đời hấp. Và của nhà Phương Thanh thì lòng nồi nó nhỏ hơn của chị Huấn. Của Phương Thanh thì 12 lít. Ở đây cũng là 12 lít, đây 12 lít này. 12 lít, của nhà chị Huấn thì là 15 lít. Đó, nó là đời sau. Bây giờ có rất là nhiều lựa chọn cho khách hàng và cho mọi cho chúng ta nữa. Mọi người hiểu là như thế. Và nó rất là sáng. Và với cái nồi như của Phương Thanh này cũng quay được một con gà nó đâu đó khoảng một cân rưỡi, còn nồi to hơn được cân 8, 2 cân rưỡi gì đấy đó, mọi người hiểu là như vậy. Và ở đây một đặc điểm là gì, nó chín rất là đều, nó chín rất là đều luôn đó, nó có chế độ đi Phương Thanh dở vừa nãy dở ra cho mọi người vào mọi người đọc, nó sẽ có những cái chất liệu về về thuật của bên an toàn thực phẩm ạ. Thép không gỉ nó gọi là gì đấy, thép không gỉ rồi nhựa an toàn, nhựa không tái chế nó gọi là ABS gì đấy đó, như ABS cái nhựa mà kiểu là dùng cho sản xuất trong hàng không ấy mọi người đó. Thì nó thứ nhất là nó không có mùi, thứ hai nữa là nó an toàn ở nhiệt độ cao, nó cũng không ảnh hưởng gì, nó không hấp ra đồ ăn. Còn mọi người có khách hàng hay có những đối tác ở vấn đề là tại sao mà hấp lên nó có hơi mùi ấy. Hơi mùi là gì mọi người, cái dư lượng trong quá trình sản xuất ấy mà vẫn còn, khi mà chúng ta Phương Thanh bật mẹo này, khi chúng ta mua nồi chiên không dầu về của cô Chen về, chúng ta để nó để chạy không nhé, chúng ta lau lấy khăn ẩm đi, chúng ta lau toàn bộ bề mặt trong bề mặt ngoài, lau đi
Đấy, sau đó là gì, chúng ta để nó chạy ở chế độ mà nếu khoai á 2000 2000 độ, 2000 độ C á, chúng ta cho nó chạy khoảng từ 15 đến 2 phút chạy không. Thế là nó hấp lên, nó bay hết những cái dư lượng thừa đi. Đó, sau đó chúng ta để nguội. Chúng ta để nguội, chúng ta lau sạch lại một lần nữa, thì là lần sau nướng nó không có mùi miếng gì đâu. Thực tế mà nói đi, nó rất là an toàn trong cái khâu mà chúng ta có thể đi tư vấn ở rất là nhiều những cái khía cạnh, từ nguyên liệu này, trong ngoài này, đó, rồi tháo ra dọn cọ rửa nó rất dễ dàng. Xịt, chúng ta có cái chai xịt rửa đa năng đó, vi sinh đó. Nó cũng rất là an toàn, chúng ta xịt vào chúng ta rửa sạch dầu mỡ đi xung quanh bề mặt này đi, lau sạch đi nhá, lau sạch đi rất dễ luôn đó. Nên là mọi người hiểu rằng là gì, cứ mạnh dạn để chúng ta đi lan tỏa, và chúng ta mượn cái câu chuyện trải nghiệm. Ai mà thích so sánh đây, hàng rẻ tiền đấy chị, ai hàng cu chen nhà em đây, chị chọn cái nào, cùng một thời điểm mua như nhau đó. Chị cứ nhìn lúc đầu thì tưởng nó giống nhưng mà không giống, tưởng giống mà lại không giống tí nào đó mọi người nhé. Đó thì ở đây là gì, mọi người thế nào, mọi người đã thấy có thêm những cái niềm tin để chúng ta đến với lai hàng cu chen chưa ạ? Và hôm nay thì Phương Thanh sẽ đại diện cho bên cu chen sẽ chia sẻ cho mọi người nhé, và chương trình ưu đãi lớn nhất trong tháng 7, và trong tháng đây là trong giai đoạn tốc chiến mới được có, mới được cái hưởng cái ưu đãi nhiều như này. Còn nếu mà sau chút tốc chiến là chắc chắn là sẽ nhỏ giọt, và hầu như là sẽ không có. Nên nếu như mọi người tận dụng, và đây là tháng 7 là cái tháng mà ưu đãi nhiều nhất, nếu như mọi người mà tận dụng để mọi người chạy 1 sao, ai đang chạy 1 sao 2 sao ấy, mọi người tận dụng cố gắng và lan tỏa từ nay đến đến cuối tháng 7. Chúng ta đơn giản là cái thời điểm đấy Phương Thanh mua cái nồi chiên về, Phương Thanh bán liền được luôn 3 cái luôn, chia sẻ trong vòng 1 tuần bán liền được luôn 3 cái cho mối quan hệ luôn đó mọi người nhé. Cho đến tận nhà xem, rồi lấy về đập hộp, mua về đầu tiên là đập hộp, sau này kể hôm nay đăng 2 cái nồi chiên, cái màn hình Phương Thanh chia sẻ 2 cái nồi chiên này, mua cái chọn mua nồi nào được các bác. Em đấy hỏi như thế thôi. Đấy, xong rồi 2 hôm sau nhận hàng về, quay đập của hộp với em, thấy mọi người khen mãi cái nồi chiên cu, hôm nay em phải mua một cái em quay cho các bác. Đấy hôm nay đây đấy nha, em mua về đây nó như này nhá. Đấy, bóc hộp ra nó như này, nó sẵn tính năng như này, nó đồ dùng của nó như này này, và chất liệu đẹp như này đó. So sánh lên danh sách khách hàng, thấy ai vào nhảy vào comment, rồi so sánh gọi mọi người xung quanh đến xem, rồi anh em bạn bè mua đi, giá nó đang được ưu đãi, em được tặng cái chảo này. Sang nhà người ta thăm xem là nồi người ta có rồi, sang xem nồi ta ui dỉ như thế này rồi thì thay đi chứ làm gì nữa. Đấy, mình cứ đánh vào những cái trải nghiệm đấy, sang tận nhà người ta, sang hàng xóm xem nhà ai có nồi chiên rồi, tất cả sang xem như nào. Danh sách đấy chứ ở đâu, mua về đập hộp quay video đó, mọi người chuẩn bị đi. Và đây này, cái chương trình ưu đãi này, cái mua nồi chiên không dầu, chúng ta ở đây là tặng chảo 26 nhé. Tặng chảo lòng nóng đông 26, vừa có nồi vừa chiên, lại được tặng một cái chảo 1.350.000, và chúng ta lại ở đây chúng ta được chiết khấu nữa, tính ra một cái nồi hơn 3 triệu, xong lại được tặng một cái chảo như này nữa, trừ đi đâu chiết khấu tổng đi, chắc chúng ta mua cái nồi này đâu đó khoảng hơn 2 triệu đấy mọi người. Đó đấy, nên là mọi người cứ tính kê và tính đi, và chúng ta bán ra bán được 3 cái, bán cho 3 người 3 cái để dùng không đồng, bán cho 5 người có lãi rồi, mà đầu tư sức khỏe lâu bền cho bản thân mình luôn đó. Và ai mà kêu đắt rẻ đi, vừa làm đối tác đi chị, tháng nay đang được ưu đãi ký quỹ, hoặc là cộng tác viên làm ưu đãi, mã làm cộng tác viên đó, mọi người hiểu rằng là gì, vào đây mua cả thế giới. Chị làm cộng tác viên, làm đối tác vào đây, không những mua nồi chiên cua đâu, còn mua cả thế giới đây, cả gạo có này đó. Nhà chị 1 tháng ăn bao nhiêu yến gạo, rồi nước mắm có này, ăn toàn đồ ngon thôi, đồ xịn thôi mà đảm bảo an toàn chất, an toàn cuộc sống nha. Đó, chị không sợ phẩm màu, không sợ phải rất nhiều mọi cái đấy đấy đó. Đó, mọi người hiểu không? Đó là cách mà chúng ta hôm nay chúng ta mượn lực của Phương Thanh có một cái màn hình chia sẻ để cho mọi người so sánh, để mọi người không phải sợ khách hàng. Và chúng ta đấy là một cái công cụ để xử lý từ chối, được chưa? Rồi đó mọi người nhớ nhé, chụp lại này, tiếp Cuchen chúng ta đang có những cái gì khuyến mãi nữa ạ? Ở đây máy ép chậm, chị Huấn đã tận dụng những chương trình khuyến mãi và mua
rất nhiều thứ và tận dụng để bán luôn nữa. Đó. Và đây là một cái lựa chọn thông minh trong cái dịp này nếu như ai mà muốn mua máy ép chậm. Chị Tuyết nghe máy ép chậm, chị Huấn đã nói đến máy ép chậm đúng không? Chị Huấn cũng đi bán hàng xách tay rồi. Và dùng cái máy ép chậm này cũng thấy khác biệt đúng không? Ngon khác biệt. Bây giờ bê đến cơ quan ép cho anh em uống nước mùa hè, giải nhiệt mùa hè, kiểu gì cũng bán được. Mọi người này thậm chí mang đến bán luôn nước ép. Em mang máy ép chậm đến đây, tranh thủ buổi trưa em kiếm thêm thu nhập, em bán nước ép. Ai muốn nước ép của em tặng miễn phí đá luôn. Câu chuyện vừa hài vừa ra tiền đúng không? Đó mọi người, thay vì mọi người đi ra ngoài kêu uống trà đá, thay vì gọi chỗ nọ chỗ kia thì em phục vụ mọi người tại trận. Đó và đây đây là gì? Bán 3 tháng nước ép là được hời một cái máy ép chậm cu rồi đấy. Đó, mọi người nhé. Rồi là gì? Ở đây là gì? Chúng ta lại được tặng một cái máy lọc không khí nữa. Máy lọc không khí nữa. Trong gia đình rồi ôi, lọc sạch không khí còn ăn còn thở còn độc mà. Nên là không khí nhiễm độc chúng ta có máy lọc thì tốt quá, đúng không ạ? Còn cái máy cu chai này mọi người nhà Phương Thanh có trải nghiệm luôn là khách hàng nhà Phương Thanh luôn mua một cái máy hàng xách tay tại Đức, nó là Runo ấy, nó là cái gì ạ? Đó. Đó, Phương Thanh cầm cái. Rồi, ok. Thế thì bà giúp việc bà mới ôm lên. Bà mới ôm lên để bà đi làm thì là để bà đi làm đồ á mọi người. Thì bà làm rơi cho nó đến một cái. Nó vỡ tan này. Vỡ cái vỏ. Vỡ cái vỏ mọi người. Thì là không thể nào mà. Ô, cái này cấm, cấm nhầm. Đây. Rồi ok. Đó thì bà làm rơi là khách hàng đó làm sao? Mới mua mà so sánh á, ở mình là 12 triệu 900 mà người ta mua bên đấy đến 10 14 triệu ạ, 14 triệu cả. Hàng xách tay mua về 14 triệu hàng xịn ạ. Nhờ tại vì có người nhà bên Đức, người nhà nhờ. Thế thì Phương Thanh bảo rằng là ô thế thì chị mua được ở bên đấy về, thì mua không chị đổi sang hãng Cuchen ấy. Em đang có con giống nó giống hết như này luôn. Giống của chị như này này, nhưng mà nếu mà chị mua của Cuchen thì là chị mà có rơi vỡ đi chăng nữa thì 10 năm sau chị vẫn có đồ thay thế. Đó, bây giờ coi như là vỡ rồi gọi bên kia người ta chuyển về. Đúng không ạ? Để vậy chuyển mua thẳng con máy chứ ai ta bán riêng cái vỏ cho mình. Đó và chị đâu cũng mở chị mới mua được hơn lắm. Đó mọi người nhé. Em đấy là khách hàng nhà ta có điều kiện ấy. Người ta đã dùng trải nghiệm rồi đó. Và người ta dùng con cua của mình thì người ta lại giống nhau em ạ. Cũng cũng giống của chị, tính năng cũng rất là hay và tính ra rẻ hơn mà Phương Thanh bảo đấy chị thấy chưa, xong rồi mai kia nếu mà có rơi vỡ hoặc hỏng mà mất cái gì đó thì chị bảo em hàng của chính hãng mà tại Việt Nam mà bảo hành luôn trọn đời luôn đó, điểm khác biệt nữa nha mọi người, rơi hỏng mất cái gì có đồ thay thế luôn, còn ở ngoài cái mà vỡ phát là thôi không 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 có cái chuyện mà là có đồ để thay thế nên là mất oan luôn, hơn một năm mất oan luôn 14 triệu. Nhưng với ví dụ như đấy là cu tre làm sao lắp vào cái lại chạy tốt đó, chúng ta chia nhỏ lộ trình ra nó không hề đắt tí nào đúng không đó. Rồi chưa kể tính năng Phương Thanh thì hôm nay không làm rộng về về máy sữa hạt à, máy 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 ép đó. Rồi ở đây có mọi người ở đây ai đã có cái máy làm sữa hạt rồi ạ? Ai có rồi thì mọi người thử comment cho Phương Thanh làm sao. Ui nhìn sướng vô cùng mọi người. Chỉ cần cho vào thôi. Một một chạm thôi. Nó có thể nấu cho chúng ta ăn và nó có thể làm sạch. Nó tự rửa luôn mọi người. Tự rửa tiện ơi là tiện như chị Huấn thì biết. Phương Thanh mấy lần cứ rủ cứ xuống nhà chị uống à. Chị chỉ về đặt vào đấy rồi sáng dậy đây có khả năng là nhưng mà sáng dậy mà để vào mà nấu cái là có ăn luôn, liền luôn đánh răng rửa mặt xong là ăn và đi làm tôi cũng kệ, ở đây nó tự làm sạch cho mình, nó sấy khô cho mình luôn, rất tiện nha mọi người. Rồi có bếp, rồi bếp của chúng ta nghe cái câu chuyện ở trên mạng vừa rồi chưa, có một gia đình mà xích bị cháy nhà, chết hết cả nhà do bếp từ chưa, do chỉ vì nhà nuôi một con mèo, nó nhảy từ trên xuống, thế bếp bếp từ người ta nó mới chạm vào cái nút cái bếp từ này, thế là trên nhà trên đấy lại để nồi,
Nên là nấu nó cháy nó khét khối lên. Đó, may quá phát hiện ra. Đó, mọi người thấy chưa? May quá phát hiện ra, không thì có mà cháy hết cả nhà. Thì cái nồi nồi ở cái bếp của cu tre là gì, nó khác biệt là gì? Nó rất thông minh nhé. Không phải là chạm một phát là nó nấu liền đâu, mà nó phải đúng vân tay, phải để đúng vào chạm đúng cái vân tay của mình á. Đó thì nó mới mới gì? Nó mới lên, nó mới lên điện. Và nếu mà nó có vấn đề gì bất thường, nó kêu ầm ĩ lên. Mọi người ạ, con mèo mà có nhảy vào đi chăng nữa, không phải người mà nó bật lên á, nó kêu ầm kêu ĩ réo ẩm réo quang hết cả nhà, nó báo hiệu cho mình á. Đấy là cái tính năng mà Phương Thanh thấy nó rất là khác biệt để mà đi so sánh. À, mọi người nhé, mọi người hiểu cái chỗ khác biệt của cái bếp này này. À, còn tìm hiểu, nếu mọi người thích bếp thì mọi người tìm hiểu nhé. À, lên trên trên YouTube có rất là nhiều. Hiểu chưa? Đó. Rồi, máy lọc không khí thì biết rồi đúng không? Máy lọc không khí lại được tặng chảo này. À, mua bếp thì bây giờ được gì đây? Mua bếp được tặng chảo mọi người nhá. À, máy lọc không khí tặng chảo, đang đang chạy chảo luôn. Ồ, đây một cái chảo này. Cái chảo này cực kỳ thích luôn á. Dùng bền ơi là bền và nhanh, nhiệt độ nấu nhất là nhanh. Đó. À, bếp rồi đúng không? Ồ, máy lọc không khí cũng được tặng chảo này mọi người. Đó mọi người nhá, máy lọc không khí vào đấy có giá thành rất là hời luôn, lại được tặng cái chảo này nữa. Rồi còn gì nữa? À, đang mua bếp từ này thì được tặng nồi chiên này mọi người. Đang mua bếp từ được nồi chiên, mua một tặng hai luôn. Nồi chiên 5,4 triệu này giống nhà Phương Thanh đấy, cái lòng nồi giống nhà Phương Thanh. Đó mọi người, nếu mà mọi người mà không thích cái nồi này, mọi người có thể là điện thoại riêng cho bên Cu Tre để đặt cái nồi chiên hấp như của nhà chị Tuyết, hoặc là nồi chiên hấp, nồi chiên lòng rộng hơn giống kiểu của nhà chị Huấn, và mọi người cắt thêm đâu khoảng bao nhiêu đấy, đó là bên Cu Tre người ta quyết định nhé, nếu như mọi người thích cái nồi to hơn, được chưa ạ? Đây là mua cái nồi vào đây, vào vào trong app Robby á, mua cái nồi mà GE1288 và GEIF 3288 SEI là những cái là cái bếp này nhé, được tặng cái nồi này nhé mọi người. Đó, nhà ai mà chưa có bếp từ thì có thể thay thế cũng được, hoặc chúng ta hiểu rằng thị trường của chúng ta đang có rất là nhiều người dùng bếp ga, nóng chết đi được. Hôm qua mà Phương Thanh về mà nấu bếp ga, tôi đi ra ngoài ăn luôn, nóng kinh hồn. Thực tế mà không có nồi chiên cu thì cũng mua đồ ăn sẵn, ngày xưa trong mua đồ ăn sẵn vì lười vào bếp, nhưng mà đồ ăn sẵn thì thực tế mà nói thì từ nguyên liệu cho đến chất liệu người ta làm chế biến ra cái gì thì mình cũng biết rất là độc hại. Rồi đây còn máy lau sàn nữa mọi người. À, máy lau 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 sàn, nhà ai mà già nhà rộng sử dụng cái này cực là hay luôn. Vẫn phải người người dùng vẫn phải dùng bằng tay, mà ai mà không thích dùng tay thì dùng con robot. Con robot thì nhiều cũng đang có khuyến mại, có hôm trước có thanh thì khuyến mại đấy. Thì được tặng một chiếc dao dao đa năng nhé mọi người. Đó rồi, không phải là dao dao Vương Thanh có đợt mà dùng dao mà dao này thái 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 thịt thì đúng là thế giờ. Rồi chúng ta còn chỉ ưu đãi gì nữa? À, chúng ta có mua máy rửa bát mọi người. Máy rửa bát được tặng cái máy lọc không khí. Thực tế ra mà nói thì cái máy rửa bát này chúng ta tìm hiểu kỹ tính năng, chúng ta thấy rất là nhiều điểm khác biệt luôn. Và Phương Thanh thì thấy nó nhà chưa có, nhưng Phương Thanh chỉ Phương Thanh rất tin tưởng vào sản phẩm của Cu Chen, và Phương Thanh thấy như này này. Mình tức là những cái vấn đề về rẻ rửa bát này, ẩm mốc trong cái những cái đồ ăn, thực ra chúng ta tìm hiểu nó rất là nhiều độc hại luôn á, và thường là mọi người hay phơi ra nắng để diệt đúng không, nhưng mà nó không thể nào đảm bảo được khi mà với lại cái máy rửa bát này nó giống như một cái tủ tủ để mà úp bát úp đĩa, chúng ta cho vào để chúng ta úp đi xong rồi ăn ăn chúng ta mang ra, nó rất là đảm bảo vệ sinh, nó cũng rất là gọn thôi, lắp ở dưới cái gầm đó, nó rất là gọn thôi. Nhà Phương Thanh thì nó quá là chật với cái xương, nhà mình thiết kế thì cái gầm bát nó quá là thấp đó, mình không thể để được, thực sự là không thể để được á, nên là rất là hậm hực khi mà không có được cái máy rửa bát của Cu Chen này, kết lắm ấy, kết lắm luôn ấy. Lại được mua lại được tặng một cái lọc không khí nữa. Thực sự là trong cái giai đoạn này mà chúng ta đặt mục tiêu là chúng ta kinh doanh là hàng Cu Chen và trải nghiệm sử dụng thì thực sự là nó rất là hời luôn, rất là hời luôn. Và khách hàng chúng ta mà đặt mua trong cái dịp này chúng ta chốt, đặc biệt là khách hàng mà chúng ta đã có tiệm, khách hàng có sẵn, những người mà người ta có điều kiện, những người có điều kiện mà người ta cũng phải có tư duy mở một tí, điều đó là tiệm khách hàng thông thái mà. À, chúng ta biết là có những người người ta bán đến đến 700-800 triệu,
một 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 tháng luôn, vì cái tệp khách hàng người ta rất là thông thái, và bây giờ chúng ta cũng đi tìm, chúng ta cố gắng đi gieo cái tệp khách hàng đó đó, và mạnh dạn đi, các mạnh dạn đừng có lo đắt rẻ đó. Còn gì nữa à, đây là một cái địa chỉ mà Kuchen đang có ở khắp các tỉnh thành, ở Hà Nội thì mọi người copy này, chúng ta có thể sang livestream. Sàn, nếu mà chúng ta mà xác định kinh doanh làm Kuchen, chúng ta có thể kết nối và chúng ta sang tận nơi để chúng ta khai trương. Ở Hà Nội rất là gần, ở Hồ Chí Minh này, ở Nghệ An này, ở Hà Tĩnh, ở Bình Phước này, những cái địa điểm này đã có hết rồi. Mọi người ai ở những cái tỉnh thành này mọi người comment ạ. Ai mà gần Hồ Chí Minh thì comment là Hồ Chí Minh, ai gần Hà Nội comment gần Hà Nội, ai ở Nghệ An, Hà Tĩnh thì comment, Bình Phước thì comment. Mọi người, đây là những cái địa chỉ nha, mọi người chụp lại. Mọi người có thể là dẫn cả đối tác, khách hàng đến đây luôn, trực tiếp đến đây xem hàng luôn, chốt đơn luôn. Mọi người nhé, tận dụng luôn, đặc biệt là anh chị em mà ở Nghệ An á, bán rất là mạnh luôn. Và mọi người biết rằng là lần đầu tiên mà Kuchen, trụ sở chính Kuchen ở Nghệ An á, và là cái nơi mà Kuchen có doanh số tốt nhất trong tất cả các tỉnh thành, thì bắt đầu là Kuchen đầu tư ra Hà Nội đó, để cho mọi người tiện chốt đơn để đưa khách hàng đến này. Rồi Hà Tĩnh, anh chị em ở Hà Tĩnh đâu ạ, người đấy rất là tiện nhé. Rồi ở Bình Phước đó, đây là địa điểm, địa chỉ là hàng Kuchen này đó, mọi người tận dụng nha, đưa khách hàng đến chốt đơn được chưa ạ. Rồi đây là những cái chương trình khuyến mãi và cái địa điểm mà chúng ta kết nối với khách hàng để chốt đơn, tận dụng luôn cái chương trình khuyến mãi này. Nếu chúng ta có sản phẩm trong nhà người ta tin tưởng rồi thì chúng ta rất là dễ đi gieo cả một sản phẩm thôi, nhà ít nhất một sản phẩm thôi. Nhà ở đây có ai là chưa có sản phẩm Kuchen mọi người, ai mà chưa có không? Đó. Rồi ok, rất nhiều chị em đi làm rồi, mọi người có thể kết nối đi làm. Ai mà chưa có thì comment là số 0. Còn ai mà có rồi thì mọi người cứ mạnh dạn chia sẻ, dùng gì bán đấy. Được chưa? Và tận dụng chương trình ưu đãi này đi. Đó. Đó, à không. Trần K 00 thì hôm nay tận dụng nhé, tận dụng chương trình ưu đãi. Còn đây có một vài món rồi thì cứ dạng mà lan tỏa thôi, đúng không? Tận dụng chương trình ưu đãi. Còn muốn mua thêm cái gì thì muốn trải nghiệm thêm cái gì thì cứ mạnh dạn mà trải nghiệm, tận dụng ưu đãi, tính ra giá gốc xong lại được quà tặng nữa, trời ơi không còn cái gì rẻ hơn đâu mọi người. Ra ngoài mà mua thì sao, hàng lại không được đảm bảo chất lượng mà giá thành làm sao được trả lại tiền đâu. Đấy, tính ra khi đắt 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 hơn rất là nhiều. Nên vào Robby rồi mà nhắm đến cái sản phẩm Kuchen rồi thì đừng, mà lại là đối tác rồi mà còn định mua nữa, định nhà định có thì đừng có bảo là đắt ở đây nữa nhá. Ok cho mọi người rồi. À, buổi sáng ngày hôm nay thì Phương Thanh và ba chị thì có những câu chuyện trải nghiệm để cho chúng ta bán hàng, chúng ta ra đơn những Kuchen nó dễ dàng hơn và giúp chúng ta xử lý từ chối một cách dễ dàng hơn thôi đó. Rồi ở đây thì có ai đặt câu hỏi nữa không, cuối Zoom có ai đặt câu hỏi nữa không thì chúng ta ở đây chúng ta giao lưu với nhau. Một buổi sáng chúng ta giao lưu với nhau, vì thực tế hôm trước thì Phương Thanh thấy rất là nhiều anh chị em nhắn tin hỏi về Kuchen và hỏi là khách nó cứ chê đắt em ạ, đắt nó là như thế, và chúng ta mượn câu chuyện của mọi người để chúng ta xử lý từ chối thôi. Chưa ạ? Rồi 6:30 rồi, đến giờ đi làm rồi. Có ai ở đây là muốn đặt câu hỏi giao lưu nữa không ạ? Câu chuyện xử lý từ chối mọi người đã thấy đơn giản hơn chưa? Và mọi người có thấy thêm niềm tin để mà chúng ta đi kinh doanh hàng Kuchen chưa ạ? Mày chậm, kiếm thêm mày sữa hạt rồi, ok. Rồi. À, buổi sáng hôm nay chúng ta kết thúc giờ rất là đẹp. Ai muốn giao lưu thì chúng ta ở lại giao lưu. À, còn ai mà Facebook của em ạ, Facebook của em vâng, cái kết nối riêng với em thì không biết gửi Facebook vào trong nào, em là một con gà về công nghệ. Ai mà con gà, em là con gà số 2 chứ không ai số 1 đâu, nên mọi người cứ yên tâm là và Rappi không phải lo về công nghệ nhé, em cực gà luôn. Rồi, mọi người đã chụp được cái màn hình em so sánh hai con hàng chưa? Hai con nồi chiên chưa? Em có cả video so sánh cả máy sữa hạt đấy. À, máy máy ép chậm ạ. Một con thì giống như con bò ấy, con thì êm re nữa đấy. Gửi cho khách. Mọi người nhé, rồi. À, robot sữa hạt. Ở robot nhà em cũng có robot kìa. Trời ơi, kể chuyện robot mọi người. Em thì rất lười dọn nhà, từ bố con nó quét nó cứ vẩn bụi lên khoảng một tuần thì đấy, em cho nó hút một lần. Nó bụi két ra. Két.
Mọi người có robot cũng hay lắm, rất là hay luôn, tiện. Và mọi người hiểu rằng Kuchen có dịch vụ chăm sóc khách hàng rất là tốt nhé. Và chúng ta đi kinh doanh những cái sản phẩm giá trị cao, chúng ta phải hiểu, phải học thật kỹ. Còn nếu không chúng ta cứ nhảy dựng lên, có những cái câu hỏi mọi người hỏi nó rất là phi lý luôn đó. Thậm chí khách hàng đối tác của em mua con robot về á, cho nó chạy xong nó không 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 chạy nữa, vì sao? Nó kẹt, nhà bẩn quá nó kẹt, đi tháo cái kẹt đấy ra nó lại chạy tốt, chưa gì đã chửi loạn lên, làm lên, mọi người khổ lắm. Là cái bếp của mình á, nó cứ kêu giống lên, bảo ô sao nó giống to thế, giống nó đang có vấn đề, nó báo cho mình đấy. Ví dụ như mình giỏ rớt nước vào hoặc là nó có vấn đề gì ảnh hưởng là nó kêu lên, nó báo cho mình đi ra xử lý đi, thế là nó lại bình thường. Hoặc là ông chồng em kể dùng cái máy nấu xong nó có chữ hờ đỏ rực lên, nó cứ ở đấy, cứ đây, cái nồi gì mà tách đi rồi nó vẫn cứ như thế đấy, thế nào thế kia, nhảy dựng lên khổ quá. Biết vì sao không? Nồi nó nóng, bếp nó nóng thì nó còn chữ hờ, nó nguội đi rồi thì nó tắt đi chứ có làm sao. Đó, nó rất là thông minh. Tức là nó nóng, nó báo hiệu nóng trẻ em á. Đừng cho trẻ em động vào. Đó, nếu như mà trẻ em mà có nấu ấy thì tránh cái mặt nồi ra, nó nóng. Đấy, mà nó không đến nỗi là nóng nhiều cho lắm nên nó báo thì gì? Đừng có động vào nó nóng. Nó có tính năng đấy, có gì đâu. Đó, nó rất là thông minh. Đó, đây là thiết bị gia dụng thông minh. À, chị Tuyết có ngô ăn rồi đúng không? Chị Tuyết đoạn cuối chia sẻ ngô nào chị Tuyết ơi. Đây, ngô đây. Để chị bỏ cái này ra chị làm cho mọi người coi nhé. Đó là để mọi Hấp người còn nguyên vị. nhìn. Ngô Đó. mà hấp là sẽ ngọt hơn ngô luộc mọi người nhé. Ngô hấp rất ngọt luôn. Nó hấp ngọt lắm luôn ấy. Đó, chín đều. Đây, để một đĩa cho mọi người coi nhé. Chín đều lắm luôn ấy. Ở đây Đúng ở không? ở ở Kuchen có cái máy xay thịt đa năng rất là ok, cái gì cũng ok mọi người. Trời, Rất chi là đây này, nóng lắm, mình ấy cho cả nhà coi này, mời cả nhà ăn sáng, mời cả nhà ăn ngô luộc từ xa. đây này, nó rất chi là ngon mà nó ngọt lắm ấy, nó ngọt hơn là mình luộc nhiều ấy, nó hơi nóng lắm. Đây là món đơn giản nhất là em biết làm. Món đơn giản lắm nhưng mà lại rất chi là ngon, mà như mình luộc á thì mình cứ phải cho nước vào thì cái độ ngọt nó cũng giảm đi đấy, nhưng mà nếu mà ai bị tiểu đường á thì lên cho nước vào luộc, còn như mà những người bình thường á, luộc như này thì nó giữ được hết những cái độ mà nước của trái bắp á. Nên với lại cả rau củ cũng vậy, nếu mà nhà nào ít uống nước rau á thì lên hấp bằng 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 nồi chiên á thích hơn đấy. Nó tức là cái rau nó chín đều, chín mềm mềm mà nó không bị láp. Còn như mình luộc á, thì nó sẽ không 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 ấy đều bằng đâu. Ở đây luộc ngon lắm, mình cứ thường thường nhiều khi cứ bỏ nào là mướp cũng bỏ vào hấp này, hầu như cái gì nhà mình cũng hấp hết, lúc nào cũng không thích mà uống nước nhiều á, là bắt đầu là lại bỏ vào hấp ăn thì nó dễ hơn mà. Dễ, mấy vitamin nó vẫn giữ được ấy chị. Với lại như này này, dạo này mình mới làm thêm một cái Vậy hả? bỏng ngô á, mình cho kiểu cho bơ vào cho nó chảy ra, thế xong bắt đầu cho cái bắp đó vào, xong bắt đầu là mình bật cái chế độ mà của chiên khoai tây á, trời ơi, nó nổ lên nhìn thích lắm, vui tai lắm. Thế hôm nào chị quay nhá, chị quay video gửi lên nhóm nhá. Có hôm bữa chị cũng có quay đấy, thế À. xong rồi nó nổ bung 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 lên, nổ bằng hết luôn mà ăn ngon lắm, lại Ôi an hay toàn đấy, làm được không nhiều sợ. món đúng không? Ôi Nói cái chung là nồi này em thấy mọi người chế tạo ra nhiều món lắm. À, các bà mẹ nào mà đảm ấy thì sáng nhiều, tạo, rất còn nhiều em thì không món đảm nên là em cứ chỉ có đấy, thịt là với vịt. đấy là mình còn chưa, mình cũng bận rộn nên là cũng không làm được nhiều món lắm, chứ còn thực ra là cái nồi này nó tiện dụng, mà thỉnh thoảng là mình cứ làm bánh mì này, hai đứa nhóc thì mình cứ đòi ăn bánh mì ấy, mình lại làm bánh mì này, thế rồi làm bánh mì thì nó tiện dụng cái như này nhá, bình thường những cái nồi chiên á là mình bỏ vào mình nướng thì mình phải thỉnh thoảng mình bỏ ra mình phun nước vào, thế nhưng mà cái nồi này á nó lại có cái chế độ là phun sương,
cứ 7 phút nó lại phun sương xuống một lần, thế nên mình không phải bỏ ra thì nó không mất cái độ nóng ở trong cái đấy, thì nướng bánh mì ngon lắm đó. Mà như nhà mình cũng có một cái nò đây này, cả nhà nhìn thấy ở trên này, mình có cái nò nướng mà bằng thủy tinh mà nắp đậy rời không, nướng rồi, rất chi được khô. Nướng ở ngoài lúc nào nó cũng cháy xém, mà bên trong lúc nào nó cũng khô khô khốc luôn ấy. Tức là cái nò đấy nó cứ hút hết cái nước ở trong cái thức ăn của mình ấy, nên là nướng ăn không ngon đâu. Khi mình nướng sang cái nò này ấy, là kể cả bọn trẻ nó cũng còn thấy là cái nồi này nó, tức là ở ngoài rất giòn nhưng mà bên trong rất chi là mềm mại mà nó không bị mất nước ấy. Nên là mình ăn nó ngọt thịt mà ngon hơn cái nồi mà nhà mình đấy, nhà mình để trên nóc đấy, để không dùng đến đấy, có nồi hết rồi nhưng mà vì nướng ăn thấy nó khô, tức là nướng con gà lên nó khô như củi ấy. Còn cái này nướng ăn lên nó, mình cắn ra cái miếng gà nó vẫn có cái độ nước ngọt của cái con gà luôn ấy, nên là ăn ngon hơn. Đấy, nên là okay. Thực sự nếu mà ai mà có ý định mà mua mà ngại cái giá thì thực sự cái giá thành ấy, nó đi với cái giá trị, nên là đừng có ngại gì, tiền nào của đấy mạnh dạn nên mà mua. Chứ còn bảo là thực sự như bà chị mình cũng bảo là ở ngoài chị thấy cái lốc ma nốc nó cũng có cái nồi chiên hấp, nhưng mà bây giờ hiện tại nó giảm giá có 3 triệu mấy à, thế nhưng mà tại sao chị vẫn quyết định mua cái nồi của mình là 6.990.000? Bởi vì chị thấy nhà mình dùng rồi, dùng cả hơn 1 năm rồi, mình mua tháng 4 năm ngoái mà bây giờ cái nòng nồi nó vẫn sáng trang à. Đó, thế nên là chị mua về và bây giờ chị rất ưng ý. Chị bảo là công nhận là cái nồi làm cái gì cũng nhanh mà nó nhiều chức năng quá, nhưng chị còn chưa biết đến hết nữa. Với thêm một cái chị bảo là ta mua 2 cái của bên mày rồi, cái nào tao ưng ý. Mà trước đây là chị đã mua ở Lazada đó, cả nhà biết chưa, cháu của mình ý là làm giám đốc hay quản lý gì ở trong đấy luôn ấy, nên là chị đã mua ở trong đấy rồi. Và khi mua một cái máy ép chậm á mà về dùng không ưng ý mà không có trả lại được đấy, không có trả lại được đâu, dùng không được đấy, là chị mua cái máy ép chậm bên mình và bây giờ chị đã bảo là ôi cái máy đó nó tuyệt vời lắm, uống nước rất chi là ngon mà nó ép kiệt luôn. Không những thế, chị bỏ cá quả dứa và chị ép cá quả táo và chị ép cũng vô tư luôn, mà uống nó ngon ơi là ngon luôn. Thế còn một chị khách nữa cũng bảo này, mới đầu chị bảo ôi cái máy ép bên chậm bên mày nó phức tạp quá, bảo xoay xoay mãi, bảo ôi chị ơi không phải xoay đâu, chị chỉ cần lồng 2 cái đấy vào xong chị lấy cái trục chị ấn cái đánh tách cái là xong thôi, rất nhanh mà nhẹ nhàng. Thế sau bữa chị làm chị mới bảo chứ công nhận cái máy ép này nó ép kiệt thật em ạ, mà uống nó ngon. Đấy, 2 người khách của mình đều khen hết rồi, và những cái đại lý của mình mua cũng đã khen rồi, nên là cả nhà ở đây cứ yên tâm mà sử dụng. Thực sự Cu Chem là một điều gọi là mình chưa khẳng định, mình cũng không biết được nhiều các cái hãng khác, thế nhưng mà nếu mà những cái hãng mình biết thì Cu Chem mình vẫn thấy là nhất ở đây về cái gia dụng, bởi vì mình xài mình rất là toàn. Giống bữa mình mua cái bàn chải đánh răng ấy, xong tự nhiên nó không chạy nữa, đưa lên Cu Chem một cái là lại ok, lại gửi về cho mình. Đã thêm pin thêm chị không phải hết pin, vẫn có pin, tự nhiên đang ở trong nhà tắm thì tự nhiên nó kêu re lên như người đang đánh răng ấy. Thế tự nhiên nó bật lên, xong là chả ai bật nó, tự nhiên nó bật lên, xong cái lúc mình bật lên thì nó lại không được đó. Hay nhà em thì bàn chải đánh răng cũng phải đến 1 năm mới phải sạc một lần, 8 tháng ấy, 1 năm lâu lắm. Đây nhà mình nhá, mua một cái nhưng mà 3 mẹ con dùng. Ba đầu à? Mua 2 đứa là đầu nhỏ, còn mình ấy là đầu to, mình mua cặp đầu to về đấy mình dùng. Mà đánh răng cái đấy rồi đánh sang cái bàn chải thường chán đúng lắm. Rồi chuẩn luôn, không tưởng như là nó chịu được, nó khó chịu lắm. Còn cái kia nó đánh nó rung vào rất mạnh, mình cảm tưởng nó sạch hơn ấy. Nó có 3 chế độ rung, mình mà răng yếu thì cho cái độ nhẹ thôi, mà nó sạch, cảm giác răng mình khít 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 ra ấy,
chứ đánh cái kia mình cảm giác đánh xong nó cứ kiểu làm sao á, đó đó kiểu như vậy, mình đánh quen cái này rồi. Thực ra một 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 nhà mà mua một cái xong thay ba cái đầu vào quá rẻ. Với cái chảo nữa nhá, cái chảo mình nói nó rất chi là mỏng nhẹ nhàng, nhưng mà cả nhà biết làm sao mình chiên nên cái dầu nó không bị đen đâu nhá. Đó, Đúng. mình có hai cái chảo, một bên là cái chảo cũng của Nhật đàng hoàng chứ không phải là đồ đồ dởm đâu nhá. Thế nhưng mà cùng một lúc mình chiên hai cái, bởi vì mình hay bán hải sản nên là khách kêu mình chiên luôn cho, thế mình đặt hai cái chảo hai bếp mình chiên. Nhưng mà cái chảo của bên Nhật á là cái dầu nó đen xì đi, còn cái chảo bên mình dầu lúc bỏ vào như nào nó vẫn y nguyên, nên nó không thay đổi cái màu. Thế nên là mình mới bảo là cái kia dày hơn luôn đấy. Nên mình bảo là cái bên Kuchen nó rất chi là an toàn đó. Và cái nồi cơm, cái nồi cơm thì nói chung là nấu cơm rất ngon, mà nhất là đặc biệt là hầm cháo ở cái nồi cơm. Nhà mình có cái nồi áp suất cũng xịn sò lắm, mình thường hầm cháo vào đấy. Nhưng mà khi mình hầm nhừ nhìn cái hạt cháo nó vẫn bị ngay ngay. Thế nhưng mà hầm bằng cái nồi cơm điện á, cứ tối hôm nay có khi mình cắm vào là nó tự nấu tự ngắt, xong là sáng mai cái hạt cháo á nó nhừ như là mình, như là kiểu mình hầm bằng cái xoong bình thường ấy, nó có những cái nhựa nó ấy ra, nó nhìn nó hấp dẫn hơn là cái nồi áp suất nhá. Đó, rất chi là sánh, cái cháo rất sánh ngon. Đó. Nên Ok, là cảm ơn chị thích. Tuyết. Để mà chị kể Kể yêu okay. Kuchen đến Mê tương lắm. hết rồi mọi người. Cảm Ngắt ơn chị cả nhà. luôn. Chúc cả Cảm nhà ơn một chị Tuyết ngày rất là là nhiều. chúc cả Chúng ta nhà ăn tất cả cả một cuốn ngày sách rồi. vui vẻ và bão đơn. Và cảm ơn Hot này, cảm ơn nhà cung cấp này, cảm ơn em Phương Thanh này, cảm ơn tất cả các anh chị em đã lắng nghe. Chứ Ê, cảm ơn chị. có sao thì nói Rồi. thôi, chứ cũng không biết nói gì hay. Trên trên khung chat thì em thấy có những câu hỏi liên quan đến kỹ thuật thì hỏi bên anh Kuchen nhá, chị em nữ chịu. Nói chung là Em Tấn Hòa kìa, Tấn Hòa trả lời cho, có ai giơ tay hỏi kìa, Phương Thanh kìa. Nguyễn Thị Thùy Trinh à, Trinh à, em Trinh bật mic lên đi, rồi cho Trinh bật mic lên, Trinh hỏi đi chị Thùy Trinh. Alo, hỏi em Thanh nhé. Vâng. Chị mới vào, chị chưa có bán cái sản phẩm bên Kuchen được. Thế nhưng bây giờ có một cái khách hàng người ta là cũng hôm qua cũng có nhu cầu là cũng đã hỏi chị. Thế nhưng mà chị cũng có tư vấn sơ sơ mà ý người ta là người ta chê mắc. Thế thì chị chưa, nghĩa là chưa hiểu, nghĩa là tư vấn nó chưa được ngon lành lắm, thì ý chị là chị muốn nhờ em là em chỉ chị cái cách để tư vấn thế nào mà người ta chê mắc á, để có thể người ta mua được cái sản phẩm bên này mình không. Đó. Nãy em chia sẻ rồi đấy, người ta muốn mua cái gì hả chị? Ừ. Chị muốn mua cái máy ép chậm. À, máy ép chậm rồi, máy ép Ừ. chậm, rất rất nhiều thành ép chậm. Rồi Ừ. ok, chị Ừ. ở team của ai? Chị là team của Đức Tú. Đức Tú thì như này nhá, có Ừ. hai cách để chị có thể là bán được, vì đấy chị chưa Ừ. học sản phẩm người mới đúng không? Đúng rồi, chị Chị có mới mà thể chị chưa là học đi gì. tìm trong team Đức Tú, hỏi Đức Tú xem ai đang sử dụng và đã bán máy ép chậm, cho Ừ. chị kết nối. Xong rồi Ừ. chị kết nối ba người, nhờ ABC cho. Đây chị ơi, em kết nối cho chị với cái bạn mà bạn đang dùng máy ép chậm nhà em đây này. Ừ. Bạn sẽ chia sẻ cho chị điểm khác biệt đầu tiên chị phải hiểu này. Cái máy ép chậm Kuchen ấy, Ừ. thứ nhất điểm khác biệt này, nó ép kiệt nước và giữ nguyên enzyme, giữ nguyên chất xơ trong thực phẩm, không giống như cái hãng bình thường ở ngoài là nó ép ở Nhật, tức là nó gọi là gì nhỉ, ép 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 nhiệt gì á, tự nhiên em quên cái từ đấy, quên quên cái từ đấy. Đấy thì thứ nhất là ép sinh nhiệt, của mình là không sinh Không nhiệt, sinh nhiệt. đúng rồi, ép của mình là không sinh nhiệt, là nó giữ nguyên enzyme này, chất xơ này, chất xơ hòa tan này. Đấy là về về chất liệu nhé. Còn Thêm máy nữa chậm là nó thường là, lọc cái hạt ra đấy, Phương Thanh. đúng rồi, còn ở Hạt ở cái thanh long nó lọc ra máy thông luôn. thường là nó làm mất enzyme và không còn chất xơ, thế uống vào nó chỉ còn nước thôi và nó mất đến 80% tác dụng đó nhá, nó không còn 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 ngon, còn đảm bảo về chất lượng vitamin nữa này đó. Còn đấy là cái điểm đầu tiên. Điểm thứ hai ấy, là gì, nó rất dễ tháo lắp vặn rửa, Kuchen rất dễ tháo lắp vặn rửa, còn cái máy kia làm sao rất là khó.
nhiều người người ta mua về, nhiều người bảo em là ủi nhà chị có nhưng mà chị có mấy khi dùng đâu, rửa làm gì có thời gian, rửa giấy nó khó lắm đó, tại vì mất nhiều thời gian tháo lắp vặn rửa ra. Chị phải hiểu cho em ba cái điểm key này. Thứ ba nữa là nếu như mà đồ của mua của chính hãng Cú Tre này, nếu mà chẳng may mà có mất, có hỏng và làm rơi vỡ ấy, thì sẽ có đồ thay thế luôn, lại chạy tốt. Nhưng với những cái hàng kia người ta chỉ mua về, người ta kiểu nhập hết hàng, người ta bán, làm gì có văn phòng đại diện, làm gì có chính hãng ở đây đâu, người ta hết xong, thậm chí hàng xách tay ấy, người ta bán hết là hết luôn, làm gì có gì thay thế. Nên là khi mà mua những hàng đấy rơi vỡ hỏng một cái là vứt đi luôn, vứt oan luôn. Còn cái kia 10 năm, chị tính ra 10 năm khác mà có gì có mười mấy triệu, 13 triệu chia ra một năm 13 tháng, 12 tháng đó, tính ra một một tháng hết còn trăm, chưa đến 100.000 đó, chị Đúng chưa rồi. nhỏ báo người ta thế. Đấy là em nói cho chị sơ sơ về cái máy đó. Còn bây giờ để mà biết được cụ thể như nào, em sẽ kết nối cho chị một cái bạn mà bạn chuyên về máy ép chậm bên em, và bạn ấy hoặc là cái khách hàng đã sử dụng, tùy chị ABC người ta muốn, người ta làm khách hàng thì muốn, hay là muốn người ta chia sẻ dưới cương vị là chuyên gia thì kệ người ta, thì là chị kết nối lên và nhờ người ta chia sẻ, kết nối ba người luôn để chốt nhé. Còn giá ở đây thì giá thành đi đối với chất lượng, giá là chị đang so sánh con với cái con mà giá nó chưa tốt, tôi cần thì kết nối sang với em cho cái video mà so sánh hai cái con máy ép chậm giá có 2 triệu với con máy của mình nó gấp 10 lần ấy. Gấp 5 lần nó khác, cái đỡ gấp 5 lần đó. Một con thì tè 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 giống như con bò giống và đút từng tí một. Em nghĩ rằng phải, nếu mà ép được một cái cốc nước phải mất tiếng thật luôn, mất tiếng luôn, chứ kể nó kẹt còn chết đấy, nó kẹt còn tháo lắp ra, tháo ra rửa còn thì loại còn chết đấy, cũng mất 2 tiếng mới được. Nhưng mà con của mình sao, nó chạy vù vù ra đó. Vậy em có thể cho chị xin số cho chị kết bạn với em để em xin, cho chị xin cái video đó được không? Của em là 0976 À, cho chị ghi đấy nhé. 0976 0976 934 934 186. 186. Chị là Vâng ạ. Thúy nhé, Nguyễn Thúy nhé. Nếu mà chị Vâng, có tí kết nữa bạn chị kết nối để em gửi video cho. với Các anh chị em mới mình đến Robby á, chúng ta chưa hiểu gì về Cú Chen. Chúng ta nên học và tốt nhất là nên trải nghiệm. thì Trải đấy nghiệm chị là cũng tốt, mới còn mới không thì chúng vào ta. cái gen cho nên là chị cũng chưa học lắm, nhưng chị đang lên thì cũng có người hỏi Vâng. đó, Phải phải học kỹ, và nếu mà chưa sành thì phải có cái kỹ năng mượn lực, mượn 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 sức nhé, mượn sức ABC các anh chị em trong team, hoặc là mượn sức của nhà PP nếu mà gần các nhà cung cấp đưa lên, xong rồi nhờ họ tư vấn cho. Như em bên lọc nước thế, mọi người bên lọc nước thì chúng ta có thể mượn sức PP nhé, các chuyên gia hoặc là những cái anh chị em đi học làm chuyên gia lắp đặt rồi, mọi người sẽ tư vấn cho, trong team kết nối với nhau nhé. Thì vậy được rồi, Rồi. chị cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn câu hỏi rất là tuyệt vời của chị Trinh. Ok. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Rồi, còn ai có câu hỏi nữa, mọi người mạnh dạn giơ tay.